Duyên hả? Mày làm gì vậy? Em sửa xe anh xong rồi, em đem ra thử đó anh. Thay nhớt là chạy êm, nó không có nóng nữa đâu anh. Anh chạy đi anh. Hôm qua em mới thử á, em chạy ngon lắm. Em đã vượt sóng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào luôn. Mày lấy xe tao mà chạy vòng tầm 7-3 vậy hả? Anh ơi, em chạy thử xe chứ không phải chạy tầm 7. Tao về tao mét ba mày. Anh, đứng lại. Anh, mắt kiến anh mát lắm nha. Đi xe bắt đầu nó bảo hiểm nè. Dạ. Tụi mày điên hết rồi phải không? Anh nói cái gì vậy? Hả? Bây giờ tụi mày muốn cái gì? Anh nói tụi muốn cái gì à? Hey! Hey! Anh! Xe xong sạch sẽ, sáng sủa, xinh xắn, xong xuôi. Xạo! Xinh! Xui! Xoxi! Anh à, xe em đã rửa xong rồi. Anh đừng mét ba em nha anh. Tao vẫn mét là làm sao? Anh nói cái gì? Anh mét ba em à? Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh biết tôi là người nổi tiếng nóng tính ở khu vực này rồi. Rồi sao? Anh muốn chết với tôi đúng không? Tụi bay! Ê! Anh thắng! Đừng mà! Chạy đi! Tại sao chạy tao? Chạy đi! Bây giờ tao mét ba mày nè. Chạy đi cha! Trời ơi! Nói nữa! Thôi! Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Em hỏi anh á, tại sao tụi bay không bắt nó bắt tao gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Xe người ta mắc mới vậy lấy anh chạy. Trời đất ơi, nguyên tắc của mình là gì? Sửa xe xong phải chạy thử xe của khách chứ. Thì anh chạy thử thôi, mắc mới anh chạy chạy mấy vòng cái khu phố này chi vậy? Chạy người ta chạy chậm chậm thôi. Chạy vì tốc độ bàn thờ định tranh cúp Lư Hương hả cha? Mày giỡn mặt với tao à? Tao chạy có lý do tao. Bởi vì hôm nay tao muốn qua đây để tao lấy lè một người. Ừ. Anh lấy lè với ai? Người ấy chính là hot girl của lòng tao. Ừ. Cô ấy rất là xinh đẹp, chỉ cần mỗi lần chạm vào cô ấy thôi. À, cái gì vậy? Sao vậy? Nóng. Đúng. Không hiểu gì hết á. Cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn. Cô ấy tên là Trâm và cô ấy là một cô gái bán hoa. Ba anh đi em hôn. Còn cổ hả? Không phải luôn. Nói chung không phải cô ấy đâu. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mà tao nói bán hoa ở đây có nghĩa là bán bông hoa, bông hồng, bông hoa, bông huệ, huệ đó hiểu không? Mở shop bán hoa đó. À, thì sao hot girl của anh chảnh quá vậy? Chảnh mà còn cầm theo con chó nữa. Người ta gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà không phải đâu, bình thường cổ dễ thương lắm. Mà tại hôm nay cổ đang giận tao nên cổ vậy thôi. Trời đất ơi, cổ giận anh? Ừ. Mà anh làm gì vậy cổ giận? Ừ. Thì tại hôm bữa nè, tao đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình á. Ừ. Bà kia bà đạp xe đạp vô, bà nói bà bể bánh. Bà nhờ tao giá giùm. Tao vô tao giá xe cho bà. Tao giá một hồi á, bà không chịu giá tiền. Tao ghét tao đập nguyên xe bà luôn. Trời đất ơi. Rồi Trâm thấy vậy Trâm giận tao luôn. Kỳ vậy, người ta sửa xe xong mà sao không chịu trả tiền? Tại sao bà không chịu trả tiền? Bà thương mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 50. Ta sửa xe có 5.000, ông quốc ông 50, rồi sao người ta trả? Ủa tao nói khách, bà có quyền trả giá mà. Trời ơi. Sao cái tính nóng của anh không giờ bỏ được vậy? Nói chung á, tao biết tao bỏ không được. Qua đây nè, hôm nay tao qua đây tao xin lỗi Trâm. Tao dắt hai thằng bay theo là để nhắc nhở tao. Thí dụ tao còn là sai, tao còn là nóng vội đi nữa thì tát tao một cái để tao tỉnh dậy, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Trâm ơi, nóng tính sao đánh tao? Nóng tính tao đâu rồi nào? Nóng tính đánh hoài vậy? Nóng tính hết nóng luôn rồi. Ừ, đánh hoài luôn, ai dám nóng nữa. Kêu Trâm. Trâm ơi, thì thầm mùa xuân hả? Kêu vậy sao nghe? Trâm à, khỏi vụ tao luôn. Tính vụ tao luôn, tao đánh tao nữa nè. Bây giờ ba đứa cùng kêu đi, khỏi ai đánh ai hết. Dạ, dạ. Trâm ơi,
không có trăm có sơn được không? Ngọc Sơn à, quả diệm sơn. Sao anh tạt em vậy? Vừa sao anh tạt nước gì vậy? Nước mắm đó con. Sao tự tạt nước mắm em? Tao thích. Tại sao? Tao thích ra được không? Nói anh nghe nè, anh hay lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải tìm anh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Tiệm sửa xe nhà tao đã cạch mặt tiệm sửa xe nhà mày. Hà cớ sao mày cứ qua địa bàn của tao hỡi ba cái thằng tào lao? Tôi thích thì sao? Mày thích đúng không? Mà tôi nói anh nghe, hôm nay tôi không tìm anh, tôi đến đây đi tìm Trâm. Anh cười cái gì? Cười khinh bỉ đó. Tại sao khinh bỉ tôi? Mày hãy nhìn đi, đùi thì bự, bụng thì chà bá, gót thì xệ, mũi thì sữa, cằm thì đổn. Ủa anh đang nói anh hả? Mày cười cái gì? Cười khi dễ đó. Làm gì khi dễ tao? Thà tôi xấu tự nhiên còn hơn cái đồ vô duyên sứ mũi. Mày đang chửi nguyên một rạp cái mày tin nguyên rạp đút sống phóng mày lỗ đầu không? Cái gì? Anh mày có lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngày hôm nay mày nói mày qua đây mày thích Trâm đúng không? Đúng. Mày mến Trâm đúng không? Mày yêu Trâm đúng không? Phải. Si dễ với mày. Mày yêu Trâm, mày mến Trâm, mày có bị cái gì mày chứng tỏ không? Mặt thì xấu, cái gì cũng không có, tướng tá cũng không có, nhà thì nghèo, kiến thức thì không. Lão im đi. Hả? Anh có thể nói tôi xấu, anh có thể nói tôi nghèo, nhưng không thể nói tôi ngu. Tại sao nói tôi không có kiến thức? Tôi xin lỗi anh à, kiến thức tôi rất là cao, cái BBQ của tôi rất là cao, anh biết không? BBQ là cái gì ba? Là cái trí thông minh đó. Trời, cái trí thông minh người ta kêu là cái BB Trần. Trời. Cái BB Trần đó, cái BB Trần nó sẽ ghê lắm. Cái BB Trần của tao là một nùi trong đây, hiểu không? Nói chung mới là cái trí thông minh. Mày nói mày thông minh. Đúng. Xin hỏi tráng sĩ đây, tráng sĩ thông minh vậy, tráng sĩ học lớp mấy? Xin thưa, tráng sĩ học tới lớp 3. Nhục. Tại sao anh cười tôi, anh học lớp mấy? Lớp 2. Tuy tao học lớp 2 nhưng mà tao rất là yêu quý em Trâm của tao. Chính vì vậy mà ngày đêm tao đã sáng tác cho một bài thơ tặng em Trâm của tao. Bài gì? Được, hãy nghe đây. Trâm ơi ta bảo Trâm này, Trâm ra ngoài ruộng Trâm cài với ta. Cái cài giúp thiệt nông gia, ta đây Trâm đó ai mà quản công. Trâm ơi ta... Ủa bây giờ ông tả Trâm hay tả Trâu? Con Trâm, Trâu, cái gì Trâu? Trâu hay là Trâm, Trâu hay là Trâm? Ta con Trâm. Ta con Trâm mà sao đem con Trâu ra tả? Tao lộn. Anh không có kiến thức. Anh nè, anh biết không? Tôi yêu Trâm, tôi thương Trâm. Hàng đêm tôi mong nhớ về Trâm. Chính vì vậy mà tôi đã sáng tác ra một bài hát dành tặng cho Trâm. Trong đó tất cả câu hát của tôi đều nói về Trâm. Anh nghe nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Mỗi ngày, thôi! Rồi rốt cuộc mày trả con Trâm hay tả con bò? À, sao tả con bò quăng Trâm, à, tả con Trâm qua con bò. Thôi đi! Tự nhiên cái tả con Trâm thành Trâu bò. Mà con Trâm là em ruột của tao. Chẳng lẽ tao là cái phường Trâu chó? Mẹ! Tao hay cũng hay chửi tao như vậy đó. Nhưng mà tao tin đó là một lời khen. Bây giờ tao không còn biết. Nói tóm lại anh có cho tôi gặp Trâm hay không? Tao không cho. Tại sao? Bây giờ á, nếu mày nói mày thương Trâm đúng không? Đúng. Mày thương Trâm thì bây giờ Trâm xuất hiện trước mặt mày thì mày làm sao cho Trâm hạnh phúc, Trâm vui vẻ, Trâm happy, mày làm được không? Được. Nhưng mà làm cách nào đây? Bây giờ tao sẽ là Trâm. Anh là Trâm. Đúng. Được. Tao sẽ test con Trâm trước, mày hiểu không? Anh là Trâm, còn tôi sẽ là tôi. Đúng nha. Rồi bây giờ Trâm là Trâm nha.
Hồ Trâm. Con gái đứng nghiêng phần non lá, buồn chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm. Anh Thắng ơi, em đã chờ anh Thắng đã giờ 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao anh vẫn chưa tới? À, em chờ lâu quá, em gỡ đầu xuống em giặt. Trâm ơi, đang giặt đồ. Trâm ơi, tán bạc tay nha, đang giặt. Trâm ơi, Thắng đây. Anh Thắng. Anh Thắng ơi. Trâm ơi. Anh ơi, em đã chờ anh ở đây 7 ngày 7 đêm rồi đó. Em có nhớ anh nhiều không? Em nhớ anh da diết tan nát lòng em. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? À, bây giờ mình hãy đi công viên đi anh. Thôi, chúng ta ra công viên, mất công gặp bà điên. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn chuối chân đi anh. Mất công chúng ta sẽ gặp bà Tưng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi ra ăn xương đi anh. Ra ăn xương sẽ gặp chị Việt Hương. Vậy chúng ta đi lân tơn đi anh. Thôi mất công gặp anh Dân Sơn. Thôi nghỉ đi luôn đi trời. Trâm. Vậy em nghe anh nói nè, sao đi đâu cô không chịu vậy? Được. Bây giờ anh muốn đi đâu? Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi mua áo cặp. Thôi ra ngoài gặp thằng Quỳnh Lập thì khác lắm. Thôi mà. Vậy bây giờ đi đâu đây? À, xem phim. Anh ơi. Anh nghe. Anh ơi. Anh nghe. Chạy như vậy chừng nào mới tới đập phim anh? Chắc mai mới tới em ơi. Anh có cái gì chở em đi không? À, anh có rồi. Có rồi hả anh? Đợi anh một chút. Em ơi. Ồ, anh lấy cái gì vậy? Xe đạp đó. Dạ, chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em lấy trơn. Lên đi em. Đi đi anh. Em ơi. Dạ. Cái này xe đạp chứ phải xe ôm. Dạ em. Đi ơi. Anh nè. Thôi. Anh ơi. Sao em? Đường lên dốc đá hay sao mà tưng quá vậy? À, chết rồi, xe bị bể bánh. Vậy hả anh? Đợi anh chút nhé. Anh làm cái gì vậy? Anh bơm bánh xe đó. Bể bánh sao anh à? Vậy hả, để anh bơm. Thôi bánh sao? Thôi được rồi, để em. Em làm gì vậy? Dùng tung cái bánh anh à. Rồi làm sao mình đi? Đi tiếp anh nha. Lên em. Em ơi, đi về em có mỏi không? Đau chuột quá anh à. Hay mình bỏ luôn chiếc xe đạp em nhé. Dạ. Hey. Hey. Xe. Anh ơi, xe đẹp đã tăng gió tăng mây rồi. Bây giờ mình đi như thế nào đi anh? Chúng ta đã đến nơi rồi kìa. Em ôi. Thấy không, đằng xa xa kia có những chiếc ghế. Ôi, hàng ghế đá xanh tàn cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Mình ngồi đi anh. Ngồi đi em. Ủa sao ngồi cao hơn anh? Dạ, đứa nào để bịch rác dưới đây nè. Dạ, còn cây đinh nữa nè em. Cảm ơn anh. À, sao nữa vậy? Còn cây nữa. À, sao nữa vậy em? Hết rồi. Em ơi, ngồi vậy chúng ta có mỏi chân không? Dạ, cũng hơi mỏi anh à. Sao mình không ngồi xuống luôn đi em? Dạ. Anh ơi, anh ngồi thế này, anh là bông hay là trái? Anh là trai, còn em là... Là trăm. Anh ơi, ở đây không gian đẹp quá, không có ai cả. Gió lùa qua kẽ tóc của em. Anh có thể tặng em nụ hôn đầu được không? À, anh hiểu rồi. Em nhắm mắt lại đi. Cha không còn ha. Anh ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Thì em kêu hôn đầu, anh hôn lên đầu em rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Nụ hôn đầu là hôn ở trên đầu. Vậy nụ hôn cuối mình hôn ở đâu? À, anh hôn vô túi. Dạ, em có hai cái túi nè, anh hôn đi. Ê, không, anh không dám hôn chỗ này đâu. Nó ghê lắm. Anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn đầu có nghĩa là hôn chỗ khác đó. À, anh hiểu rồi. Dạ. Đi thôi. Em hãy nhắm mắt lại đi. Cảm ơn anh. Dường như anh khoái làm cha em hay sao đó. Anh vừa làm cái gì vậy? Thì anh dẫn em ra chỗ khác để anh hôn đó. Anh ơi, anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn chỗ khác có nghĩa là hôn chỗ khác trên gương mặt. À, anh hiểu rồi. Em muốn hôn chỗ khác. Vậy thì em sẽ ăn tát. À, mày tát tao, tao tát lại. Tao tát luôn. Để cho xuông, tao tát tiếp. Đồ con kiếp lên tụi bay. Vô. 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 Vô
Tụi bay tính chung sống đâu luôn à? Cái gì vậy? Tụi bay càng lún sâu vào âm nhạc rồi đó. Tao nói trước, đây không phải là kịch cùng Bolero đâu nha. Nè, không còn gì nữa, thôi chúng ta đi về. Đây, anh kia, đứng lại. Cái gì? Anh tính đi đâu đó? Tao đi về. Tôi qua đây chưa xong chuyện với anh mà. Tôi qua đây anh còn trù tôi chết. Anh còn đưa cái bài đòi thông hai mộ là sao? Hả? Tao không trù mày, đó chính là sự thật đó. Với cái tính nóng nảy của mày, thế nào con Trâm về, mày với nó cũng nắm tay lên đồi thông hai mộ chung sống nhau trển thôi. Vậy còn anh là cái gì? Tao là anh hai của nó, nên tao có quyền ngăn cản. À, anh ngăn cản tôi đúng không? Ừ. Ê, anh Thắng. Nè, thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Tao là anh của nó, đá giò lái tao, thấy chưa? Bởi tính nóng giận của mày, Trâm bỏ mày là đúng rồi. Anh, công của Trâm là bỏ tôi hết á, chỉ có anh ngăn cản tôi thôi. Tao không ngăn cản, Trâm đã nói tao rồi. Vì tương lai, Trâm sẽ bỏ mày, không bao giờ gặp mày nữa. Anh nói láo. Tao không nói láo, đó là sự thật. Anh Trâm không nói vậy. Anh hai tôi nói thiệt đó. Hả? Trâm. Anh hai tôi nói thiệt á. Anh á, lúc nào anh cũng nóng tính hết á. Rồi sao anh làm được chuyện lớn? Rồi tương lai của hai đứa mình nữa, biết đi về đâu? Thì anh cũng không muốn vậy đâu. Tại vì những cái chuyện đó anh bực mình quá mà. Anh mà còn nóng tính nữa, em chia tay anh luôn. Trâm. Trâm à, anh biết những ngày tháng qua đã làm rất là đau khổ, cũng chỉ vì tính nóng của anh thôi. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này. Anh xin hứa. Thôi ngày... Anh là Lâm Thắng chứ đâu phải là Lâm Phong mà anh diễn dữ vậy. Anh đâu có diễn đâu. Anh nói thiệt mà. Tụi bay tin tao không? Tụi bay có tin tao không? Nóng tao hết nóng luôn rồi. Tụi bay đánh với tao ngủi ngắt luôn rồi đó. Thấy nó vậy thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Thay nó một lần đi. Chậm, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi. Hai cái iPad. Mày thấy tao ghê không? Mày thấy tao ghê không? Hai cái iPad luôn mày thấy ghê. Ôi rồi hai cái iPad này xài sao chứ phụ? Bỏ đi. Đừng quan tâm tới nó nha. Sư phụ buồn lắm. Không tin luôn á trời. Giờ tay ca đến rồi. Hành động. Con không có biết, bây giờ đừng có quan trọng điều đó. Con lấy những món đồ rất là giá trị. Đâu, đưa cho thầy coi. Đây, bóp tiền. Bóp tiền, giỏi lắm con. Điện thoại. Hay quá con ơi. Còn nữa sư phụ à. Cái gì nữa? Đây, sổ tay. Sổ, cái gì hả? Sổ liên lạc. Sổ. Sổ đầu bài. Thấy ghê chưa? Mày à, mày còn cái sổ gì mà nó ghê hơn nữa không? Dạ con. Sổ gì? Sổ lãi. Mày cũng điên hả? Mày lấy sổ lãi chi? Con lấy sổ lãi cho con. Con mập cũng được gì mấy con lãi á. Mệt quá. Nhưng mà đừng có quan trọng cái đó. Quan trọng là bóp tiền, nó rất là dày. Đúng rồi, bóp tiền. Bóp tiền, có cái gì trong đây? Bóp tiền. Không có tiền mà có bài không gì? Có chữ nè. Tụi mày đã bị bắt. Mình đã bị lộ chân tướng rồi. Rút. Quay! 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 Trời ơi, tôi quýnh con quay vậy? Quay! Quay! Sao tự nhiên bắt sư phụ tôi? Mấy người công an, mấy người bắt tôi nè! Quay! 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 Quay!
ơi trời, ơi trời, ai, ai trời trời nói giỡn mà làm thiệt hả? Ai? Ai? Cái gì? Điện thoại. Alo. Tôi chính là kẻ bắt cóc đệ tử của ông đây. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói một điều là... Sư phụ ơi, cứu con. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói là với ông là ông phải... Chị bắt cóc, chị bắt cóc. Dạ. Chị đưa cho ông đệ tử em nói chuyện ấy, chị bắt cóc. Sư phụ ơi, cứu con. Mày lên đi. Sư phụ ơi, cứu con. Mày có câu nào khác không? Mày cứ sư phụ cứu con hoài. Cứu con, sư phụ ơi. Trời ơi. Mày có sáng tạo rồi đó. Bây giờ là mình bị bắt cóc mà đúng không? Thì mình cũng phải lịch sự. Chỗ người lớn người ta nói chuyện nhau mà trò trò cái mỏ vô sao ta nghe ta nói cái gì? Dạ, con hiểu rồi. Ngoan lắm. Dạ. Sư phụ ơi, cứu con. Ủa, hình như chị mới bẻ cổ đúng không? Đúng rồi đó. Dạ, cảm ơn chị, nó nói nhiều quá. Bây giờ chúng ta trở lại đề tài chính được chưa? Dạ. Ông biết Vũng Tàu không? Dạ, em biết chị. Ông đến bãi trước. Bãi trước Vũng Tàu. Đi xuống biển. Đi xuống biển. Bơi ra bãi sau. Bơi ra bãi sau. Leo lên bờ. Leo lên bờ. Đi bộ ra bãi trước. Xí xí xí, đi bộ ra bãi trước làm chi? Cho khô đồ. Dạ, cảm ơn chị quan tâm anh nha. Giờ mình vô vấn đề chính luôn đi nha. Khi ông leo lên bờ, ông sẽ gặp một người giữ bức mật thư. Một người giữ bức mật thư? Đúng. Trong bức mật thư có ghi gì không? Địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của ông. Địa chỉ ở đâu? 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Dạ, chị bắt cóc ơi. Sao? Vậy cho hỏi em có cần ra Vũng Tàu không? Bây giờ chị nhắc lại một lần nữa nha. Em phải ra Vũng Tàu. Em gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư mới có địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Em hiểu chưa? Không, em hiểu chị rồi đó. Nhưng mà chị không có hiểu em. Bây giờ là em đã biết cái địa chỉ giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Vậy em ra Vũng Tàu không chi? Bây giờ thôi không nói nữa. Bây giờ tóm lại em phải ra Vũng Tàu gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư có địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, không hiểu chưa? Không, bây giờ em biết cái địa chỉ đó rồi. Em biết chính xác luôn. Đúng không? 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Đúng không? Vậy em ra đó làm chi? Đúng không? Phải giải thích tôi hiểu chứ. 500 anh em của tôi đã hiểu. Chỉ duy nhất một mình ông hiểu. Bây giờ ông không tới, tôi xử đệ tử của ông. Cấp. Alo. Ơi. Alo. Ơi. Alo. 30 phút mà đi ra Vũng Tàu theo bà nào nói chắc không kịp đâu. Thôi, được rồi. Mình sẽ sử dụng phép dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người hãy để ý. Đây là một cái khăn. Nó có phép ảo thuật dịch chuyển tức thời. Thời. Đối tượng đã xuất hiện. Bây giờ phải làm sao? À, đối tượng đã xuất hiện rồi thì hãy mau xuất đầu lộ diện luôn đi. Hey, hey. Đang xông hơi mày. Đang xông hơi mày phá tao không mà. Alo, đối tượng đang xông hơi vì đối tượng bị bệnh. Phải làm sao? À, giết hả? Giết, ok. Dạ, giết. Anh ơi, giết. Mày khùng hả? Mày tao xông hơi mắc gì đòi giết tao? Ấy, giết em ông á, trời ơi, khùng dễ sợ. Ê, đứng lại. Gì vậy? Mày dám giết em tao à? Tao. Ai là người bắt cóc đệ tử tao? Em, à. Xuất đầu lộ diện. Là sếp của em. Là ai? Là sếp em. Ai là người bị bắt cóc? Là con. Ai là chủ bắt cóc? Là tôi. Lộn rồi má ơi. Trời ơi. Chú phụ. Đệ tử. Trời ơi, con nhớ chú phụ quá. Chú phụ. Chạy. Nhanh. Trời ơi, ra đây luôn đi. Trời ơi. Thôi. Bớt chạy đi, mới chạy vòng sát sinh ba đứa rồi kìa. Thôi, tụi bay diễn dữ vậy. Trời ơi, người ta làm thì mình phải diễn chứ. Em lấy tiền mà chị. Tao trừ luôn hết. Ba là ai? Điều đó không quan trọng. Tại sao bà bắt cóc đệ tử của tôi? Điều đó không quan trọng. Tôi có mặt ở đây làm cái gì? Điều đó không quan trọng. Cái gì cũng không quan trọng thì bắt chi vậy má? Đi. Đi là giết. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Điều đó không quan trọng. Không quan trọng. Đã nói là điều đó không quan trọng. Bà kêu bà bắn đi rồi bà chết luôn đó bà.
trời ơi. Ô, trừ luôn từ thật hết. Tóm lại, tôi bắt hai người tới đây là muốn xem ông biểu diễn ảo thuật. Bà điên rồi, tôi làm gì biết ảo thuật. Tôi chỉ là một ảo thuật đường phố. Làm sao làm được ảo thuật lớn cho bà coi. Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ. Đó có phải là đạo cụ đồ dùng của ông ngày xưa đã dùng ảo thuật hay không? Sao vậy Thuận? Không, không phải là của tôi. Tôi không biết ảo thuật. Đi. Vậy thì chết. Mà không phải là ông, mà là đệ tử của ông. Nếu bà cần, tôi sẽ làm cho bà. Cũng được. Chú Hữu. Làm thử coi. Tôi mới gặp bà lần đầu, tôi có thể dùng trí óc của tôi đọc ra suy nghĩ và biết được số điện thoại của bà. Nói chuyện không chỉ lên đầu. Của bà. Làm đi. Được. Điện thoại đâu? Dạ ơi, con nhớ bao cấp ân những ngày trôi qua. Wow. Trời ơi, sao sư phụ hay vậy? Sư phụ biết được số điện thoại bà. Bà mới gọi tao nhật ký điện thoại vẫn còn mà. Bây giờ sao? Bây giờ tôi không cần nói nữa, mà tôi có thể biết số điện thoại của ba thằng đệ tử của bà. Bằng thức thôi miên. Hãy ngủ đi. Ôi! Dạ ơi, con nhớ. Wow! Sư phụ xuất sắc. Đỉnh đó mày. Đỉnh. Vậy còn người kế tiếp? Người kế tiếp mà hãy ngủ đi. Ôi! Wow! Con không thể nào tin được sư phụ. Tao cũng không tin tao luôn mà. Đỉnh của đỉnh. Vậy còn người cuối cùng? Người cuối cùng mà hãy ngủ. Ê, ba em gào ấy chị. Ba mày gọi đúng chỗ lắm. Trời ơi, con chưa kịp là làm đi. Làm lại. Hãy ngủ đi. Ê! Trời ơi chị ơi, anh có số điện thoại em thiệt mà, hay thiệt. Mà sao em tắt nguồn? Ủa sao em có hai cái điện thoại nè chị ô? Cây này của tao. Ê! Ê! Vui chứ là một giả đâu. Ông không được giỡn mặt với tôi nữa. Tôi giỡn bà nào? Nếu như ông không nhớ thì bây giờ tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Ông nhắc cái gì? Ông phải biểu diễn một trò ảo thuật đã đưa tên tuổi của ông lên hàng ngôi sao trong làng ảo thuật. Ôi! Chị... Tôi có biết làm cái gì đâu. Ê! Ông đã gần nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi đó. Tôi chắc chắn làm xong trò này ông sẽ nhớ hết tất cả thôi. Ơi. Đó là trò gì? Trò gì? Cứu học trò của ông trong biển lửa. Bắt nó! Cái gì vậy? Ê! Em ra! Ông cứ làm cái gì vậy? Cứu lấy học trò của mình đi! Hãy cứu lấy học trò của mình đi! Nó sẽ chết trong biển lửa! Đi tử! Cứu con sư phụ ơi! Con sợ lửa! Con muốn chết sư phụ ơi! Sư phụ cứu con! Sư phụ ơi! Sư phụ cứu con sư phụ ơi! Cứu em đi! Cứu em đi em ơi! Em ơi Nam ơi, lửa lớn lắm rồi, anh chạy trước đi, anh chạy trước đi. À! Em ơi Nam ơi, thôi thì mình cứu, tôi đã mất một người thân rồi. Bây giờ tôi không thể làm mất một người thân nữa. Sư phụ sẽ cứu con đây. Tại sao lại là bà? Tại sao lại là bà? Em làm tất cả các chuyện này là muốn anh nhớ lại 20 năm trước. Anh là một Lê Nam, một nghệ sĩ ảo thuật tài giỏi. Bà nói cái gì vậy? Tôi là ai? Tại sao trong lòng tôi lúc nào có tiếng nói?
tôi là ai? Anh là Lê Nam, một nhà ảo thuật tài giỏi. Thấy thu thổi mà nhiệt tình lắm. Lỡ tôi chết rồi bà bỏ tôi lên nữa ha. Không, anh cứ biểu diễn đi, em không sợ đâu. Rất là chịu khó, nói chung là thôi thì chưa một lần nào làm thì mình chơi cái nào khó khó chút xíu đi. Thì Nam nói thôi cho anh làm với lửa, là thổi lửa. Thì Nam nói anh không biết tâm anh làm cho bằng được cái chuyện đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn đạo diễn Vũ Trần rất nhiều. Thật sự rất đáng quý với những cố gắng và nỗ lực của anh Lê Nam để có thể truyền lửa cho quý vị khán giả. Và cái giá phải trả là không còn sợi râu nào cả trong suốt quãng đường vừa qua. Dạ, đã tập luyện rất là cực lực. Cạo trước rồi. Ủa vậy hả? Bắt đầu là trái rồi rủi hết lo râu. Không biết là bạn cố vấn của chúng tôi có ai đã từng thử thổi lửa chưa? Hồi nãy giờ tôi ngồi tôi nghe hai người nói cái chữ thổi lửa rồi đó. Phun lửa. Cái này người ta phun lửa. Dạ. Người ta phun mệt gần chết rồi kêu thổi. Cái ông cố vấn này cũng vậy nè. Người ta cái đó là người ta phun lửa. Còn thổi lửa là ông ngồi dưới bếp, ông cầm cái ống tre, ông thổi, gọi là thổi lửa. Để chưa nói em là Linh khó tính mà không ai tính. Không khó không? Tôi khó đáng lý là tôi không khó với ông này đâu. Tôi không khó với ông này mà tôi khó với ông đó. Dạ, ông dạ. MC gì mà duyên dáng dữ vậy trời. Đó mèo suối anh chặt em. Trời ơi, em thấy anh Hoàng là xuất sắc luôn á. Tại vì anh luôn mang tới nhiều tiếng cười đến cho mọi người. Mình cũng sao thái độ của em thôi, mình quay lại với anh. Cuộc thi của anh mà đúng không? Có những gương mặt mà mùng 1 Tết tôi không dám gặp, đó là Lê Nam. Sao vậy? Gương mặt lúc nào cũng buồn. Gặp là mặt buồn lắm. Mặc dù cười à, anh đốn nhưng mặt vẫn buồn.
Sao ngày hôm nay thêm phi lòng? Không biết. Do cái phi lòng nữa. Nam phát hiện thêm phi lòng. Cái, ở trên cái mặt đó, trên cái đó. Bây giờ tôi nhận xét vào tiết mục nha. Các bạn có cái tứ rất là dễ thương, nhưng có những cái tiểu tiết mà chúng ta cần phải lưu ý để cho nó hoàn hảo hơn. Đó là khi Hồng Đào bước ra lần hai, thì một cái sự khôn khéo của các bạn là dùng một cái bao để trùm cái đầu người này lại. Nhưng các bạn lại quên đi rằng cái đầm ở dưới. Riêng đối với Lê Nam á, em bắt đầu có sự chuyển biến. Em cũng hết cái rụt rè chậm chạp như hồi trước đây. Chúc cho Lê Nam cũng như tất cả các bạn thí sinh chúng ta ngày càng sáng tạo hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn em rất nhiều. Tin khẩn cấp. Mới đây, thông tin khắp báo đài đã cho thấy tên sát nhân khét tiếng nhất thế giới đã bị bắt và được giam giữ tại nhà tù của thành phố Gotham. Và hắn không ai khác, đó chính là Joker. Joker, chạy đi. Joker, tới giờ anh rồi nè. Joker, mày đâu rồi? Joker, mày đâu rồi? Tao ở đây nè. Serious. Get your crayon. Get your crayon. Đây là cái nhà tù, chứ không phải là nhà mày. Mà mày thích đi ra thì ra, đi vô thì vô. Nãy giờ mày đi đâu? Hả? Đi toilet anh ơi. Mắc quá trời mắc, trong đây có toilet tôi cho em đi đúng không mọi người? Hey, why so serious? Sao mọi người lại ủ rũ vậy? Bữa nay là Valentine mà. Mình phải về mình chơi người yêu mình chứ, đúng không? Đây, tặng anh cành bông, tặng anh cành bông, tặng anh cành bông, tặng anh cành bông về tặng cho người yêu. Em tặng cho anh. Tao ế. Em tặng với Việt Hương. Hey, hey, hey. Hả? Mày, đi vô. Nè, tao cấm mày ra khỏi đây nha. Còn tụi mày làm nhiệm vụ. Anh trai, anh đi rồi không sợ tôi trốn thoát hả anh trai? Mày quên à, đây là cái nhà tù kiên cố nhất cái thành phố Gotham này. Yes. Và chìa khóa tao đang giữ mà. Yes. Mày mốt giữ cẩn thận nha anh. Tại sao mày có chìa khóa nhà tù? Chìa khóa nhà em anh ơi. Nhờ anh đưa cho ba má em giùm, em vô đây rồi ba má không có chìa khóa vô nhà. Cảm ơn anh trai. Mày khá lắm. Giờ đi. Joker, ta làm sao mà không có chìa khóa phòng giam được? Tại vì ta không muốn ra thôi. Chứ ta ra thì chết chết cha kẹt cái cổ rồi. Ây cha. Ây cha. Chơi ngu có thưởng. Ta không muốn ra ngoài cuộc đời ngoài kia đâu. Ta phải ở đây để chờ đợi một người. Người đó chính là... Ta-da! Hey, Harley Quinn! Em ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? What? Em đây nè! Yes! Yes. Nhanh lên Harley Quinn. Thầm ơi anh đi. Ok. Ê, em ơi. Anh xin lỗi, Ok, lại. Ok. Lại. 2, 3. Ê, Harley Quinn. Harley Quinn. Một điên. Giúp vô đây. Biểu. Định cứu Honey á, kéo cái xe cho cái nhà tù này nó văng ra mà xe cháy rồi. Yeah. Oh my god. Baby. Yes. Baby. Em vô đây làm cái gì vậy?
Em đi tìm anh, em đi cứu anh, nhưng mà anh cho em hỏi là em đi tìm khắp các nhà tù sao không thấy anh mà anh lại ở Gotham này vậy? Anh bị bắt vô đây vì tội ăn cắp. Ô, anh đừng nói với em anh ăn cắp viên kim cương trị giá 3 tỷ của công nương Việt Hương nha. Oh no 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 no. Anh ăn cắp giá trị hơn nhiều. Anh ăn cắp tiếng cười của hoàng tử Cine Bảo Chung. Honey, anh đừng nói. Anh đừng nói với em. Anh đừng nói với em là vì cái tiếng cười anh bỏ em. Oh, no 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 no. Đây, trong lòng Joker anh á chỉ có một mình em thôi. Harley Quinn. Vậy anh phải đi về nơi em ở. Nơi em ở là ở đâu? Nơi em ở. Cô Hội An. Oh my god. Em thích bông không? No. Em thích ăn kẹo không? Không. Vậy em thích cái này không? Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tiếng. Bang bang. Bang bang bang. Cưng à, I like it. Yeah. Em like cái kịch nào thì anh sẽ share cái kịch đó. Ngu tiếng Anh bớt nói anh. Ok, em thích cái gì anh sẽ chiều em cái đó. Em muốn anh bỏ vợ. No, never. No. Tại anh, sao? Anh nói cho em nghe. Dù một thằng đàn ông có trải qua bao nhiêu cuộc dạo chơi thì cuối cùng cũng sẽ quay về với vợ mình. Và anh không ngoại lệ. Anh xem em là cuộc dạo chơi á. Yes. Baby. Yeah. Dừng lại. Quá ra anh chán phở, anh thèm hủ tiếu. Con vợ anh đó em. Bắt tại trận rồi mà còn quéo lấy nhau như giò cháo quẩy. Để tôi coi hôm nay con nhỏ nó ra làm sao. Này, giết nhau đi. Chào chị. Chị à, chẳng hay chị giữ chồng bằng cách nào vậy? Chị nắm chặt trong lòng bàn tay. Đàn bà muốn nắm chặt thì phải mềm. Lạc mềm buộc chặt. Lạc mềm buộc chặt. Muốn mềm thì phải dẻo. Dễ thôi mà. Muốn mềm. Yes. Có mềm. Vô. Vô. Xuất sắc chị. Chị rất dẻo dai. Nếu như một ngày nào đó chồng chị bỏ đi, chị sẽ làm gì? Chị sẽ bắt nó lại và giết nó. Còn em, em phải năn nỉ. Anh đừng bỏ em. Không, anh phải bỏ em anh thôi. Anh đừng bỏ em. Không, anh phải bỏ anh đi thôi bỏ em ơi. Anh phải bỏ anh mà. Ở lại với em. Dễ thôi mà. Anh đừng bỏ em. Không, anh phải bỏ em ơi. Em ớn quá em ơi. Đừng bỏ em. Ok, ok, yes. Anh đừng bỏ không, em. Không, anh phải đi thôi em ơi. Đừng bỏ không, em. Không, anh phải đi thôi. Đừng bỏ em. Không có con ngu nào mà lấy chồng giữ chồng vậy đâu bà. Wow. Sao vậy? Hơi buốt. Được lắm. Yes. Em chúc mừng anh đã có được một con bồ dự thi hội khỏe phụ đổng. Ok ok I'm fine. Nếu như em không túm được anh thì em sẽ phá nát cuộc tình này. Bằng cách nào? Ngu sao nói. Sẽ có người đến đây để trừng trị anh. Là ai vậy em? Em ơi em không kêu bồ mới, em tới gặp anh nè. Anh tới đón em rồi nè. Baby ra đi cưng. Đúng là xứng đôi vừa lứa.
Nồi nào úp dung đó. Em vô trước nha baby. Liêu, theo đi baby. Oh my god, hay quá anh ơi. Ủa mà ai đến bắt anh ta? Là ai được ta? Hey Joker. Well, well. Yes. Hey, I'm stuck inside the tool. Open the door. The door is locked. I'm stuck inside of the tool. Help me. Okay, yeah, yeah, sorry. Hey, 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 hey. Open the door. Welcome. Nắng gió, cảm giác ra tù sướng quá. Ê, đã lắm, vô đây, vô đây, vô đây. Thôi con. Hai, ba. Nắng gió ra tù sướng quá. Chưa ngắm đúng không? Vô làm lại nè. Hai, ba. Let me introduce to you, I am Batman. Yes, I know, I'm Joker. I know, I'm Batman. Yes, I know, I'm Joker. I know, I'm Batman. Hey, tao biết mày là người dơi rồi, tao là thằng tao hề. Biết. Tao biết hai thằng mày là người dơi và thằng hề. Yes. More, nhiều hơn. Yes, I know. How are you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you, and you? Ê, tao khỏe nha, chàng ơi, là chàng, hỏi hoài cho chàng. Mấy nay không gặp khỏe không nè? Tao không khỏe. Chuyên nghiệp hơn. Professional. Yes. I'm Batman. I know, I'm Joker. I know, I'm Batman. Yes. I'm Batman, I'm Batman. Tao giết hai thằng mày. Mày đến đây để làm cái gì? Ha. Mày hỏi có như chuyện đùa không biết. Trước khi mày vào tù, mày phạm tội gì? Trước khi vào tù anh phạm tội gì ta? Chỉ là đánh bom ngân hàng thôi mà. Yes, đánh bom tại một ngân hàng tại trung tâm thành phố. Mày đừng nói mày ở trong đó nha. Tao không ở trong đó. Vậy chứ ai cha đó? Tao, mẹ tao, em trai tao và cả con sen nhà tao đều ở trong ngân hàng đó à? Ở nhà hàng đối diện. Vậy đâu có liên quan gì tới mày? Nhưng anh trai tao đang rút tiền ở trong đó à? Rút hầm cầu. Oh my god. Và việc làm của mày đã làm cho sự nghiệp cầu cống của ông bị ngưng trệ, làm cho ngân hàng bị kẹt cầu 2 tiếng đồng hồ. Nên tao bắt mày phải đền tội. Nó muốn bắt anh đền tội. Em sợ quá. Nó muốn bắt anh đền tội. Vậy thì mày hãy chơi với tao một trò chơi đi. Trò gì? Yes. Ê, giỡn nghe, nguy hiểm nha. Ê, ê, nguy hiểm nha. Chơi kỳ cục vậy. Cái gì? Cái vỏ Batman, cái ruột bách gây. Đứa nào cầm trái lựu đạn này cuối cùng trong bài hát thì bùm. Trò chơi bắt đầu. Trao lên bà, trao vô màu dao. Cô thương trao chứ trao không khóc nha. La 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 la. Chubi dubi 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 dubi. Yes, yes, là MC một mình. Yes, yes. Come on, Joker. Yes, come Harley Quinn. Yes, lùi gấp đôi. Yes. 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 Mày ác thiệt. Tới MC mà mày còn dám giết. Một hồi, tao giết luôn ba giám khảo bây giờ. Bang, 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 bang. Mày nói hay lắm, mày làm thử coi. Ngu sao tao làm. Mình lập lại cái chuyện quan trọng đi. Tất cả thành phố này đã bị tao gài bơm. Và con chip
đang nằm ở trong nú răng của tao nè. Chuyện gài bom một thành phố mà mày nói cứ như chuyện đùa. Chẳng lẽ người ta không thấy mà gỡ bom ra hay sao? Tao đã để trên cánh bông hồng của tất cả nơi này. Cái bông hồng chị Diệc Hương cũng có bơm. Một là mày đi cứu thành phố, mày cứu luôn chị Diệc Hương. Hai là mày bắt tao và vợ tao. Bắt tao đi. Mày vợ tao nó tái quên, xin lỗi, xin lỗi. Mày thua rồi. Mày thua rồi. Tao không thua. Mày thua rồi. Tao không thua bởi vì tất cả những số bông hồng được bán ra trong thành phố ngày hôm nay đều đã được thu gom lại và tập trung trên nóc của nhà tù này. Tao mày không tin đâu, tao không tin đâu. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Baby. Yes. Anh không ngờ trái bom của mình lại đứng trên nhà tù của mình. Vậy là có lẽ vợ chồng mình bắt sát hả? Yes, đây là điều nhảy cuối cùng của anh với em. Dạ. Yeah. Hey, mày tiếp tao gỡ trái bom ra đi. Không là nổ ba đứa banh xác bây giờ. Hey, tiếp anh. Nè nè, khoan khoan. Mặc dù anh làm khủng bố nhưng mà rất sợ đau nha. Bây giờ giật cái răng ra, phải giật từ từ, phải đếm 1, 2, 3. Tiếng Anh là Wan Chu Chi, tiếng Pháp là Ong Đơ Choa. Còn tiếng Tàu là Quả Ai Nị. Đó anh yêu em anh ơi. Ok ok, tiếng Tàu là Dắt Dì Xám. Lẹ. Hey, khoan. Dắt Dì Xám mới giật nha. Vô. Dắt Xám. Bà gì đâu? Bà gì đi du lịch rồi. Trời ơi, kêu bà về giùm anh đi. Lẹ. Vô. Bà dắt với bà gì đâu? Bà dắt đi theo bà gì vậy? Oh my god. Em ơi, anh tưởng nó bắp xào anh nút luôn rồi. Đi, bây giờ phải làm sao? Thì nó không có kích hoạt nữa. Yes. Hey, tao nói cho mày biết, tất cả những cái chỗ này nè, tao bày ra để dụ mày tới đây đó. Mày bày ra cả một kế hoạch quy mô như thế này chỉ để tao tới đây thôi hả? Tao để làm quá dạy cho mày. Tao muốn mày phải là thuộc hạ của tao. Mày biết không? Tất cả mọi người đều coi mày là anh hùng mà. Không. Người ta đang coi mày là một con quái vật. Khi người ta cần mày, người ta sẽ nâng niu chiều chuộng mày. Nhưng khi người ta không cần mày nữa, người ta sẽ bỏ mày qua một xó. Mày đang bị giam cầm bởi đạo đức, luân lý và luật lệ. Mày mới là thằng đang bị giam cầm bởi luật lệ. Nhưng mà tao... tao hài lòng. Khi con người ta hài lòng, người ta sẽ có tự do. Tao là vua, mày là nô lệ. Ê, câu đó là gì vậy? Oh my god. Yes. Đúng rồi, đổ luôn không hiểu. Hey, look at me. The king up the line. Oh, the Facebook, mày không like, tao lóc mày thấy okay, mà. Ok, mày là vua, tao là nô lệ. Yes. Yes. Tuy biết là vậy, nhưng sứ mạng sống của một siêu anh hùng vẫn mãi là truy tìm và tiêu diệt đám ác nhân như mày. Hey. Joker. Bỏ đây nha. Tao nói cho mày biết, tao không phải là Joker thiệt. Vậy thì Joker thiệt ở đâu? Joker thiệt nó nằm ở đây này. Mày. Joker bên kia kìa. Joker sau lưng mày kìa. Joker bên tay trái mày kìa. Joker bên phải mày này. Joker. Joker. Vui chơi như vậy là đủ rồi đó Joker. Chuẩn bị vô khám đi. Joker. 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 Joker, mày ở đâu? Tao ở đây nè.
không bao giờ giết được tao dễ dàng như vậy đâu. Nếu như mà không có gì thay đổi, nếu không có khó khăn và trắc trở, và nếu như không có sự xuất hiện của con Tám hay con Chín gì đó thì hãy gặp mày đem chung kết cười xuyên việt. Đứng lại, mày đứng lại, đứng lại. Của thí sinh Hồng Thanh. Just now, I want to say you so so very crazy. And now, I like you. Hiểu không em? Hiểu không? Hiểu không? Không, yes. Thanh ơi, cái này á là một phim của Mỹ. Nhưng khi mà mình làm qua một cái phiên bản có một tí xíu hài á, thì ví dụ như một cái đó em phải dịch ngay. Mình phải dành cho những cái khán giả mà họ không hiểu về cái phim, không hiểu về cái ngôn ngữ em nói ha. Ví dụ như là mày có bỏ vợ mày không, never, em phải nói lại là không bao giờ. Em biết tiết tấu của em sẽ làm được cái điều đó. Hôm nay thì mình sẽ phải loại, chị nghĩ chị phải loại em, tại vì em là một cái mối nguy hiểm, là em sẽ hủy diệt được những đứa khác. Suy nghĩ hết sức để có nên cho em vào hay không. Và chị rất là thú vị về cái con người của em, đó là em lồng ghép vô được những cái bài hát để vô để hợp lý quá so với sự hài hước của thằng này. Bên cạnh đó em vẫn giữ được cái khí chất của cái thằng Joker này. Đặc biệt là em là một cái màu sắc mới của hài. Anh Bảo Chung là chị là người theo ảnh những cái bước đầu tiên trong lúc mà chị đi làm nghệ thuật, thì anh Bảo Chung hôm nay sẽ rất là ảnh hưởng đối với em đó Hồng Thanh. Anh Hân Hạnh ban tổ chức mời làm giám khảo khách mời. Hôm nay anh ngồi đây là những người đàn anh đi trước đối với tụi em. Hai, ta phải diễn đủ mọi vai. Giống như anh là anh lên từ vai phản diện. Tại vì hai mà hát phản diện rồi thành công khán giả mới nhớ. Anh rất lo lắng cái tuổi trẻ tụi em sau này, nhưng mà anh bây giờ anh yên tâm rồi. Anh thấy là tụi anh có lớp kế thừa. Em tốt, diễn tốt. Xin cảm ơn. Quá thông minh. Nghệ sĩ Bảo Chung. Anh khâm phục Thanh có bản lĩnh dám làm cái khác. Ở đây là cái màu rất là mới của Thanh. Anh thấy được cái sự đầu tư về nhân vật, nghiên cứu về nhân vật rất là nhiều. Ngày hôm nay thì tiếng cười không bằng, nhưng mà cái tiết tấu vẫn như vậy, nó vẫn bất ngờ, vẫn hồi hộp, vẫn lôi cuốn khán giả. Nói chung là ngày hôm nay em làm cái nhân vật rất là tốt. Hơn nữa là cái kịch bản là khó tìm lắm. Dạ. Thì bản anh thích quá, mà lối dàn dựng tuyệt vời. Cái vai này pha hài động anh rất thích. Và giống như là chị Việt Hương nói là cho Thanh mà vào vòng trong, chắc là Thanh sẽ lật cái nóc của phim trường này lên luôn quá à. Xong xuống đây ngồi kế bên mình, tôi chết cha hết hồn, biết lát nữa có làm gì mình không nữa. Có nghĩa là đúng là không những là mối đe dọa cho những thí sinh khác, mà còn đe dọa cho cả cố vấn, cả ban giám khảo. Và điều lập thích nhất ở Thanh đó là cái nét diễn. Với 4 vòng không có nét nào giống với nét nào hết. Nó hoàn toàn là nhân vật. Thanh vẫn là một diễn viên rất giỏi và cực kỳ bản lĩnh, giữ tiết tấu tốt. Và chúc mừng Thanh đã hoàn thành thật xuất sắc tiểu phẩm này. Xin cảm ơn Lập ạ. Và số điểm của nghệ sĩ Bảo Chung và nghệ sĩ Việt Hương sẽ được giữ lại cho tới cuối chương trình. Cảm ơn cho cô Năm hỏi, bữa nay 100 đô nhiêu rồi con? Dạ 2 triệu 2. Vậy rách rồi đổi được nhiêu? 1 triệu 1. Vậy là cô Năm chỉ còn có 1 triệu 1.
Con vẫn còn thiếu cô Năm 1.1 triệu nha con. Trời ơi, cô Năm lãng gian vậy? Cô Năm xé phải con xé đâu. Mày không đưa sao tao xé mày? Tự nhiên mất 2 triệu lãng gian vậy trời. Cô Năm ơi, cô trời Năm. Cô nói đi, sao biết được cô Năm mà tìm cô Năm vậy? Dạ con nghe đồn nói á, cô đây là cô Năm tiền, cốt cách như tiên, hễ ai lên tiếng là cô sẽ giúp liền đúng không cô Năm? Đúng rồi, khai báo danh tánh rồi cô Năm coi cho. Dạ, dạ không nói dấu gì cô Năm, con đang nghi ngờ chồng con có vợ bé. Chồng con có vợ bé à? Con không chấp nhận kiếp chồng chung. Kiếp chồng chung? Trời đất ơi, kiếp chồng chung tức là con đang bị đọa đày bởi thằng chồng con. Cô Năm ơi, vậy bây giờ con phải làm sao đi cô Năm? Tao nói thiệt á, làm đàn bà con gái khổ lắm con ơi. Nhất là một khi đã lụy tình á, còn khổ gấp trăm, gấp ngàn lần nữa. Cô Năm từng bị rồi, cô Năm biết nè. Sao? Nói cô Năm nghe đi. Không còn thương nó nữa thì chịu khó về nhà cứng rắn một lần, bỏ quách nó đi. Đàn ông mà đã có tính lăng nhăng, nó không có bỏ được đâu. Nó bỏ là nó bỏ mày á. Cô Năm nói đúng. Con là phụ nữ có tiền mà, tại sao con phải phụ thuộc đàn ông? Phải bỏ thôi. Đúng. Con phải đẹp. Đúng. Biết bao nhiêu người sẽ mê con. Đúng. Phải bỏ nó thôi đúng không cô Năm? Đúng. Con sẽ bỏ chồng. Nhưng mà con còn thương nó lắm cô ơi. Thôi cô Năm. Thôi em hãy đi về, dính biệt kể từ đây. Đừng dẫn dương làm chi, đừng luyến lưu làm gì. Ai thần lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Căng quá. Người kế tiếp. Kìa ai như cô Thắm trong sáng qua gấm hoa trang đài. Cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm ơi, bút cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm ơi, cô Năm ơi, cô Năm, bút đen. Trời đất ơi, tao thượng ở đây tao chói lòa, ai cũng thấy tao, có mình mày không thấy hả? Cô Năm đấy hả? Cô tính khen ông thầy bà thợ đúng có tưởng khéo quá thỉnh như nhà thờ đó. Con kia đừng có ăn nói hàm hồ nha. Mày tưởng mày hàm hương hả? Con hàm lừa. Sao? Vô đây kiếm cô Năm có chuyện gì nói đi. Dạ con chào cô Năm. Cô Năm chào cậu. Cô Năm chào cậu. Chào anh. Chào chú. Chào chú. Kêu tiếng cô bị tâm tai hả bà nội? Trời ơi. Trời ơi, nhìn kỹ đi. Nhìn nè. Dày dày mà cậu à. Rồi, nói cô Năm nghe đi. Bữa nay kiếm cô Năm tiền có chuyện gì? Dạ, hôm nay con diễn kiến cô Năm đó. Để coi ngày nào tháng tốt, ngày lành đó, con đi chuyển. Chuyển cái gì? Chuyển nhà thì kiếm dịch vụ vận tải, chuyển quà thì ra chuyển phát nhanh, chuyển thư thì ra bưu điện, còn mà chuyển tiền ra ngân hàng chuyển khoản mà chích ngừa vô viện Baxter. Không, con đi chuyển giới. Chuyển giới gì Thái Lan? Thì biết chuyển giới con Thái Lan rồi, nhưng mà phải coi ngày lành tháng tốt làm mới hên, hiểu không? Chọn ngày xấu xấu nha, qua chúng nó mổ quéo giới tính. Mày sợ quéo giới tính à? Tất nhiên, cái gì có thẳng là nó sẽ có quéo thôi. Rồi, bây giờ cậu á, cô Năm nói cậu nghe. Cậu mày cái gì vậy? Kêu cậu suy sụp là mới kêu cô đi. Cô dạ, chào cô Năm. Cậu là cô Năm nói cậu nhiều rồi chứ cậu đừng có. Cậu á. Cô dạ, chào cô Năm. Cậu á, cô Năm nói cậu hoài là nghe lời. Nè, nè, con đi. Nè, con đi. Cô Dương Nguyệt thấy Bình Dương nghèo mà không đi tới cô làm sao? Vừa vừa phải phải thôi. Nè con. Coi bói mà. Rồi rồi rồi. Cô Năm kêu con cô nghe con nghe. Kêu cô nghe. Cô Năm nay dễ thương lạ thường. Rồi, để cô Năm nói cho nghe. Bây giờ con đi chuyển cũng được đi. Nhưng mà coi cho cô Năm biết cái tên con đi rồi cô Năm chỉ cho cái ngày. Ô nãy cô Năm không nghe hả? Ừ. Ô kìa ai như cô Thắm. Không lấy tên lại. Mày đừng có ăn nói hàm hồ nha. Mày tưởng mày hàm hương hả? Con hàm lừa. Chửi hoài. Trời đất ơi là trời. Tên Thắm nhưng mà cái gì Thắm mới được chứ. Thì nó dịu hiền dữ lắm. Nguyễn Thị sất sượt sân si, sắc xéo bị chúng đánh tưng bừng đổ máu đỏ thắm. Con tên là Đổ Máu Đỏ Thắm à? Dạ đâu gì đâu lạ. Này cô gái có cái tên chảm xá,
cái tướng của con á là con phải chuyển từ cái hồi 5 tuổi. Mày để trễ quá sao chuyển được nữa con. Hồi 5 tuổi mới mầm non nhi đồng sao làm. Rồi ha. Căng quá. Thôi cô Năm nói bây giờ vậy nè. Khỏi chuyển, khó lắm. Xin lỗi cô Năm giúp con đi, giờ cách nào bao nhiêu tiền cũng chịu hết trơn á. À, bây giờ đưa cô Năm 5 triệu đi tao vấn tâm lý cho. Thì đó nãy giờ cô Năm nói đi, tiền bạc đâu có thiếu đâu nè, đưa cô Năm đó. Rồi. Dạ ngày nào cô Năm? À ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ, ngày nào? Cô Năm. Không mà chẳng ngày nào nè. Bây giờ con chuyển ngày nào cũng được. Cô Năm cháu đỡ vậy. Thì cô Năm cúng thôi, chuyển ngày nào cũng được. À dạ. Bây giờ nè, chuyện quan trọng hơn nè. Cô Năm thắc mắc như vậy nha. Tao làm đàn bà, tao thấy tao khổ muốn chết luôn á. Mà mày nghĩ sao mày đang phơi phới sân sởn gì mày đi rồi làm đàn bà. Khổ lắm con ơi. Trời ơi, đâu phải ai muốn vậy đâu cô Năm. Cô Năm không hiểu đó chứ. Mà ưu con là được một tấm chồng như ý. Mày muốn có chồng nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, sao ai vô đây cũng lụy tình vậy trời. Thì có cô Năm nói làm đàn bà con gái hả mà lụy tình khổ lắm. Cô Năm nói cho con nghe nè. Sao cô Năm? Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Rồi đó, suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nghe không? Vậy dữ dằn đi luôn á cô Năm. Thôi nè, cô Năm trả mày luôn á. Cô Năm không lấy tiền luôn á hả? Lấy cái tiền này nè, coi như động lực để mày suy nghĩ nghe không con. Vậy cô Năm cho con chút xíu suy nghĩ nha. Rồi ok, coi như cô Năm làm phước nha. Để dạ. Vô đi, coi để cô Năm làm tiếp. Còn ai ngoài đó cho vô luôn đi, để Năm đi ăn cơm nè. Ngọc ngọt ngào. Cái nickname này mấy chục năm trời chỉ có duy nhất một người đàn ông biết. Chẳng lẽ ông là... Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngại. Chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương. Ngọc ngọt ngào. Thôi! Thôi anh đừng nhắc tên tôi làm gì. Cứ như không biết hãy tìm quên đi. Em à, tôi nghe tôi nói đây nè. Em ông đến đây để làm gì? Tôi đến đây là để hỏi bà một chuyện. Tại sao bà xúi con gái của tôi ly dị với chồng của nó? Gái ông là con nào? Là cái con dính kiếp nạn của bà đó. Trời đất ơi, ông đừng có mù quáng nghe chưa. Thằng con rể của ông nó tác tệ, nó ngoại tình. Tôi làm như vậy là tôi giúp gia can nhà ông rồi còn gì nữa. Trời ơi, con gái của tôi nó ghen bóng ghen gió, chứ thằng rể của tôi nó không có ngoại tình. Con nhỏ này giống tính má của nó. Má của nó cũng vì ghen quá mang tâm bệnh mà chết. Má nó ghen à? Bà ghen với ai chứ? Tôi! Tôi đâu biết gì đâu. Nãy giờ lại đây tù túng muốn chết luôn, cho con về cứ suy nghĩ với cô Năm. Về đi con, về đi con, về đi. Cô Năm thỉnh con nha, cô Năm thỉnh con. Rồi, về nha. Ông nói đi. Vợ ông ghen với ai chứ? Tôi! Tôi có quên cái vỏ. Vô kiếm cái vỏ. Vô lấy cái vỏ đi con. Để đâu mất tiêu rồi nè. Vô này 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 nè nè. Về. Về nha, lấy cái vỏ về. Về hả? Rồi cô Năm thỉnh con. Thì về. Thôi. Làm giữ chơi cái nhạc chứ nghiệt ngã xỉu lên xỉu xuống. Con yêu nghiệt Thái Bình Dương là mày đó. Con hầm lừa hả? Thiện tay. Nam mô. Thiệt cái tụi tu mà trời ơi trời. Ông nói đi. Bà ghen với ai chứ? Bà ghen với bà chứ ghen với ai? Mắc gì ghen với tôi? Tôi cưới bà, nhưng mà tôi đồng sàng nhị mộng. Đêm nào ngủ tôi cũng kêu thất thanh tên của bà. Hỏi làm sao bà không ghen cho được.
Như vậy là ông đổ lên đầu tôi chứ gì. Tôi gián tiếp hại cả mẹ lẫn con đó chứ gì. Không phải lỗi tại bà, mà có chuyện tôi muốn hỏi á, là tại sao bà làm cái nghề này. Vậy ông quên rồi, hồi xưa má ông làm cái nghề gì? Má ông làm thầy bói. Cũng tại má ông mê tín dị đoan, chia rẽ đôi ta. Ông nhớ chưa, cái ngày đám cưới đó, bà nói phạm phong thủy, bà xuống bà rước dâu không được, bà bắt tôi nè, đem nguyên một đoàn lên rước rễ. Ông coi kỳ không? Ngày tôi vừa đặt chân xuống đất mũi Cà Mau, bà mặc nguyên một cái áo hình bát quái, cầm một bó nhang, bà xỉ vô mặt tôi, bà nói: trễ giờ rồi, giờ mày rước con tao về cho nó bệnh hay chi. Ba má tôi nhục nhã xấu hổ bỏ về Sài Gòn một mình, để lại một mình tôi nè, thân gái một mình. Tôi chèo ghe chống gậy về tới bến Bạch Đằng hồi nào không hay biết. Đau đớn lắm, nhục nhã lắm. Cho nên tôi quyết định làm cái nghề này. Tôi dằn mặt má ông, tôi cạnh tranh với má ông, bởi vì tôi hận. Trời ơi, không ngờ chuyện của má con tôi lại làm cho bà mang hận nhiều đến như vậy. Ông đi về đi, tôi muốn nói chuyện với ông nữa. Ngọc à, nghe tôi nói đây nè. Tôi nói là ông đi về đi. Không phải đâu, bà, tôi nói tôi cho nói bà... là ông đi về đi. Ngọc đi. Tôi nói lẫy mà đi thiệt hả? Mấy đứa ơi, ra đây cô Năm biểu nè, ra đây. Bây giờ á, cô Năm có một lời thề, là khi nào mà gặp lại ổng á, cô Năm giải nghệ luôn. Nhà là còn gì á, mấy đứa gom đi hết đi, đem về quê bán, lấy vốn liếng làm ăn đàng hoàng. Đừng có làm cái nghề giống như cô Năm nghe không. Cô Năm nói vậy là để cho... Tôi công nhận luôn á, tụi này ở tôi lâu nay tôi không ngờ thương tôi tới vậy. Cuối cùng tôi cũng cô độc, mãi mãi cô độc. Vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Hát giỏi quá, tạnh mưa luôn rồi nè. Ông đâu ra vậy? Sao chưa chịu đi nữa? Làm sao tôi đi được? Mấy mươi năm trước má con tôi đã làm khổ bà, bây giờ để tôi bù đắp nha. Ông đi đi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Anh ơi, dòng này em thi bô lê xô đó. Nắm... Ừ, có đi nói. Dạ, dạ cảm ơn bà chị đã làm thay đổi mà không vui lắm nha bà chị. Nó nghe nè, chị, thầy mới đâm toàn nhát nữa đó. Để người ta giới thiệu cho nhân vật. Dạ dân, dạ chào mừng tất cả mọi người đến với cái xóm này. Dạ tôi là ông già, đây là bà dì em bà già. Dạ bà già là bên này. Rồi có chuyện gì nói tiếp đi quý vị. Năm mới mà buồn quá à. Sao buồn nữa? Năm nào Tết đến xuân về, mở mắt ra, tôi dọn mâm bánh mứt ra ăn, xong rồi bánh chưng bánh tét ăn ngập mặt cho qua cái Tết ngày này tháng nọ. Ít ra Tết tới là nhà cửa phải thay đổi trang hoàng chút xíu, hiểu không? Ê, bây giờ tôi muốn học thêm mấy cái nhà tri thức đó, năm mới cái tiện treo mấy câu liễn câu đối cho mình nhẹ hên lên, hiểu không? Đúng rồi. Mà ngặt nổi không có biết viết sao cho hay. Ê, ê, để tôi cho bà mấy chữ nha. Chữ gì? Minh dự. Gió bất về, xác xơ những bụi. Tết nhất ra thằng đó nghiệp chướng cả nhà, nghe không? Có ai giúp tôi viết chữ không nè? Có ai giúp bả không kìa? Tôi! Tại sao ai đỡ ké cái tâm luyện của nhà tôi là trời ơi!
Trời ơi trời, tâm ai chơi kỳ cánh dứt của tôi treo lên mà ai xé mất tiêu mà tâm luyện bốn chữ của tôi nè. Trời ơi ai chơi kỳ vậy? Bà diễn xạo vừa vừa có chữ nào đâu mà xé không biết. Mày ngu quá à. Mày phải nhìn, mình phải nhìn bằng cái tận trái tim mình, à, mình tức mới là thấy chữ. Tận tâm mới thấy chữ hả? Ừ em. Ở trường người ta có dạy đơn nguyên tưởng tượng đó em. Dạ hả? Rồi được rồi, bây giờ bốn cái chữ của bà là chữ chị gì nói vậy? Chuyện mà không ai hiểu hết trơn. Đơn nguyên tưởng tượng. Kệ chị. Ừ. Thôi giờ được. Nó nghe này, viết chữ gì chưa? Mà tiếc nuối dữ vậy? Bốn cái chữ, tôi đến một lát nữa mới viết làm treo lên. Chữ gì? Mà nó rách rồi. Chữ gì? See you again. Tết mà viết chữ gì kỳ cục vậy bà? Thì đó, see you again. Xé lần này xài lại lần sau á bà nội. Ủa chứ cái chữ đó là trời, không phải lộn rồi, cái chữ đó là cái gì? See you again đó là bà tính treo ở đâu? Tôi tính treo trong nhà mà lộn phải chữ đó. Chữ gì? See you again là treo đít xe. Ừ, xe đụng mà chết à. Ủa chứ cái chữ đó đâu phải là xin đừng hôn em hả? Hey, see you again kêu đít xe là đụng tôi nữa đi đó bà. Trời đất ơi. Trời ơi vậy? Tết nhất hai bà nói chuyện đi đâu đụng này kia nọ không à? Có cái chữ nào Tết để viết lên cho đẹp không? Cho bà mấy chữ đi kìa. À, bốn chữ hả? Chữ ừ. gì? Bà già bị mập. Chị cũng viết bốn chữ tặng qua nhà em. Chữ gì? Mập đè răng hô. Tôi cũng nói lại bà. Chữ gì? Răng hô cặp mập. Cặp đi, cặp đi. Thưa cặp đi, 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 đưa cặp lần nữa coi. Ủa sao dài quá vậy? Bốn chữ à? Mày ráng lắm, mày khoái làm tùm lum lắm. Hai bà nha, thiệt luôn á. Bốn chữ thôi. Bốn chữ hả? Thôi bây giờ mình để bốn chữ cho ba đứa mình luôn đi. Chữ gì? Nói hoài hồi nhây. Đó, đúng rồi ha. Được. Nhây lắm. Thôi bây giờ này vô thẳng vấn đề đi. Ừ. Bây giờ bà muốn là kiếm ai để viết mấy cái chữ này cho bà đúng không? Mày kiếm ai đó mấy. Tôi có luôn đó. Trên sấm trên luôn đó phải không? Biết hay vậy. Biết hết á. Bởi mấy người giỏi giỏi lên sấm trên ở hết. Mà cụ anh Kim Sơn mua nhà trên sấm trên hết rồi. Gì vậy? Ừ, còn sớm thì ba mới tin mình ở thôi. Ừ, đúng. Bây giờ còn rồi. Ai vô đây chơi ha? Buồn còn, quá. Tôi biết cái nhóm đó nha mà đặc biệt. Biết nhóm viết chữ không? Biết chứ. Nghe nói nó giỏi lắm. Thư giỏi pháp. Chữ nghĩa phải không? Rất giỏi chữ nghĩa. Thư pháp. Ăn nói lưu loát nha. Trời ơi cái nhóm này toàn đàn ông không? Vậy đó hả? Ừ. Sao ông nói cái chữ toàn đàn ông không mà cái mặt ông có vẻ thích quá vậy? Cái nét ngộ toàn đàn ông không mà con mắt chớp chớp long lanh. Ừ, nha toàn đàn ông không. À, kiểu vậy đó. Rồi, để vô đi không? Hả? Thôi hiểu rồi không? Ông đàn ông, đàn ông mặc áo hồng, đàn ông kêu vô đi. Kêu đi vô đây. À, sao mày biết? Ủa hey, đi vô. Yeah. Yes, sao mày biết? Ok. Hey, see, see. Okay. Ủa văn chương mà sao có sách cái lo kẹo kéo vô nữa? Hey, yeah. Đi ăn Tết thì đi chém lộn. Chém lưỡi liềm chi vậy con? Không có, tại vì hết rộng rộng lấy có này vui vui lấy đại thôi. Vui quá. Dạ. Mấy người có biết văn chương thơ ca Tây Phú rồi không? Trời, văn chương là một bụng. Vậy đó hả? Văn chương nhìn bụng là biết có văn chương liền. Trời, chắc tôi biết chút xíu rồi. Thôi, tao văn chương dữ lắm. Dạ. Bây giờ có chuyện gì mà kêu réo tụi con dữ vậy? Bây giờ nhà tụi tôi muốn có câu đố rồi. Văn chương Tết. À câu đố văn chương. Mấy người có biết làm câu đố làm thơ làm văn rồi cho vui rồi hả? Trời ơi tưởng đâu gì văn chương đúng không? Vui vui ẹt lắm rồi. Vui ẹt thôi. Vui ẹt hả? Mà sao đầu năm đầu tháng đi đâu ra đường mà trề môi chê tao quá vậy? Mai là nhà tao không có buôn bán, tao buôn bán tao đốt phòng lông rồi. Sao chè mo chê? Ê, tôi nó giống đậu khoa. Trời ơi. Hai đứa mày, trời xanh một cảm. Ờ, đi chang đậu khoa luôn hết rồi. Bà thiếu. Gì? Ê, có tức phu thề ghê. Nó chém một cái bây giờ luôn á. Đúng nha. Rồi bây giờ nè. Thử thách trước đi. Thử thách trước đi. Bà thử thách phu thê bà trước đi. Bà thử thách đi. Thử đi. Thử coi sao. Năm nay nhiêu tuổi thế? Nói thiệt á, tao nhìn mặt mà tao cũng ngượng miệng tao lắm. Đã ngoài 40 rồi con. Ngoài 40 rồi á. Ngoài 40. Hay hay hay. Nhìn gì hay hay? Có gì hay hay đó à. Bây giờ nè, nói chung là già rồi.
xúc luôn rồi kìa đó. Dạ rồi, rồi. Lẩm cẩm, không có nhiều chữ nghĩa. Giờ muốn treo câu đối ý nghĩa treo lên tường nhà cho hên. À bây giờ là muốn có ý nghĩa câu đối là treo lên tường đúng không? Ừ. Sở thích của thím là cái gì? Thích hả? Thích ăn kem. Thích ăn cà lem kem chuối đúng không? Ừ. Ăn cà lem kem chuối là mình sẽ ghi cái câu gì trong đây ta? Suy nghĩ. Cà lem kem chuối. Kem chuối, suy nghĩ đi. Cà lem kem chuối là đúng 4 chữ rồi đó. Cà, muốn ghi mấy chữ nè? Cái gì đó đi. Bây giờ nè, thôi bây giờ vậy cho dễ nè. Bây giờ thôi bây giờ á. Sao cho dễ đi nè. Cho dễ nè, tự suy nghĩ lâu lắm mất thời giờ. Bây giờ bà già sẽ cho ra một cái câu lục bát. Vậy như là cho câu 6 chữ, mấy người đó lại câu 8 chữ in vô. Lục bát, gọi là điền vào chỗ trống cho vui đó. Điền cho vui nè. Nè, là mấy người điền, một tôi điền thì thử thách tôi dữ vậy. Trời ơi, nguy hiểm lắm nghe. Rồi bây giờ nè, thí dụ là câu 6 chữ đi mà vậy nè. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Một người làm thôi, ông này làm, làm ba người kia không có được nói. Nhắc lại, Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Mà mình nói cái văn nào đi đó đừng hổ thẹn hàm răng mới làm của mình. Biết rồi. Nè, thể hiện nào, thể hiện mình là anh lớn của nhóm nào. Đi đi. Anh lớn được chết trước đó. Đi, để coi, sao Tết này tôi thấy hơi buồn. Cho nên tôi muốn á. Vô là dư chữ. Nhường chơi. Vậy nói vậy. Vậy nói vậy. Ý của anh lớn tôi nói là đọc lại tôi nói cho nghe. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn nghỉ chơi. Cái gì? Nói cái gì vậy? Không có nghe. Tròn dành rõ chữ đi. Cho nên tôi muốn bắt chuồng chơi. Trời ơi, cái câu người ta dễ quá. Sao không nói? Tại vì ngại cái miệng hàm răng thôi. Hàm răng gì mới làm sao mấy triệu mà nói không được cái gì. Tiếp câu. Dạ còn câu nữa nè. Câu gì nè? Bạn đố đi. Tính tới bạn này. Sắp hàng đi. Cái đố thử đi coi sao nè. Nè. Đêm qua nằm ngủ một mình, nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Hả? Cái gì vậy? Đố luôn, bỗng cái gì vậy? Chưa hết. Thò tay bóp bóp cái quần. Trời ơi. Thú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Trời ơi, cái này dễ chết lắm nè. Suy nghĩ biết không? Nói lại từ câu đi nè. Đêm qua nằm ngủ một mình. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn thì mọi trong quần nó rung. Trời ơi. Tôi nghĩ hai người này chắc có đi tấu lén với nhau rồi. Cho nên cái thơ này là dễ biết quá à. Bây giờ tôi đố lại được không? Đâu có được. Đó lại. Đố câu nào được. Đây biết nè. Quyết định là tấu luôn hả? Tấu luôn hả? Đây nè, đúng rồi. Tôi nghĩ là bây giờ là thể thơ là có nghĩa là 6-8 đúng không? Là trên 6 dưới 8 đúng không? Ừ. Đố nè. Đó, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở dưới là gì? Mấy cái gì? Ê, thơ hay là toán học vậy con? Vì sao có 6 dần nữa chứ? Rồi bây giờ chơi luôn nè. Đừng có 7, 8, 9, 10 nha. Không hề. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đứa nào hỏi số, tao xách dao chém liền. Hay quá. Hay à. Trời ơi. Có cái mùi tấu ở đâu đây nè. Bây giờ tới đổi người đi. Tới bà đi. Tới người khác đi. Rồi tới con gì? Rồi ra đây. Nói giùm tôi 3 lần, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn. Rồi tiếp. Nói nhanh 3 lần. Cái câu gì vậy? Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, lộn rồi luộc. Hay da cẩn thận. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. 3 lần 3. 3 lần đó. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Em biết là ở đây là anh được ưu ái nhất. Không có. Mấy con này dễ lắm. Dễ không? Dễ không? Giờ nói nhanh 6 lần nha. 6 lần nữa. Rồi. Mặt mập, mọc, mộc, mục, bụng.
mặt mập không có dám một một mụn sáu lần nhanh mặt mập mập một một mụn 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 ừ mụn nhanh lên ba lần mặt mặt mập mập một một mụn trời ơi một mụn một mụn 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 ừ mụn mập 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 một một mụn mập 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 cái gì mập mập cái gì mập mập cái gì thì đây đến á mập 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 mụn nói từ từ nói đàng hoàng chọn dành nói chữ mập 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 một một mụn hả nhanh lên mập 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 hai một mụn tế mập mập ba một mụn tới bà ra câu tiếp đi bốn một mụn được rồi tao dễ quá nhanh lên nói tiếp đi khói dễ quá giờ cái gì nữa giờ thí dụ mà thảo luôn nhau rồi tao đang có tướng phụ thai thằng này làm như có được cấp bằng chứ con tham lấy máy bay vậy được hết á khó chứ được hết mà giờ con gặp bà làm chi bà đâu có chuyện gì để nói với con đâu ủa vậy kéo qua làm chi ai xô qua kéo ai xô qua đẩy nó đố đại đấy bây giờ nè ông nè ông có đôi gì đói tao bây giờ nè đố với chú nha con dạ chú bây giờ chú nói ra một cái là phải đố liền nha khó quá vậy thì nó có cho suy nghĩ không không rồi bây giờ chú nói bốn chữ là phải đố liền nha đối với lại chúc mừng năm mới là gì dạ sự như ý tiếp dạ sự như ý là gì chúc mừng năm mới bảy một câu khác bốn chữ nhanh lên ừ dạ sự rồi nha cái gì vậy nói an khang thịnh dưỡng an khang thịnh dưỡng an khang thịnh dưỡng tiếp cái gì nó lại an khang thịnh dưỡng là gì nữa xin lỗi mình tử xin đứng lại đứng lại hôm nay tết chức mày nói cái gì mà giống kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy mày nói lại cái gì mà mình tử không có được mấy cái vụ đó thôi nói lại coi nè an khang thịnh dưỡng là cái gì an khang thịnh dưỡng an khang thịnh dưỡng thì vui vẻ cả năm chị có đơn giản vui vẻ cả năm tiếp nhanh lên con không biết chữ con không biết chữ được không được 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 trời ơi liêu liêu nha liêu liêu ok rồi nó nghe nè bây giờ tự nhiên năm mới tết đến á năm nào mấy đứa nhỏ ào vô nhà mấy bà già này cũng cúc dạ chưa chúc bà sống lâu trăm tuổi dạ tự nhi sống lâu trăm tuổi dạ tự bây giờ đó con chúc nguyên một bài thơ bằng chữ em đờ hết chữ gì chữ đờ chữ đờ bài thơ dài bằng chữ đê không bây giờ khó quá ừ ta đi khó cái gì phu thê ở bên dưới vậy bên trong mình mấy bên bà hai cái mỏ đưa vô với cái bát mà quét quọt mà nó ok nó chứ mà bát mà nó rối cái gì vậy cái gì vậy nói cái gì vậy mà vô luôn đóng cửa trước rồi đóng cửa trước rồi trời ơi quan chị là dâm ủa nói đời mà lúc viên lúc này vượt ra nói nghe nè năm nào mới đưa giỏi vô nhà cô có mấy câu chúc quen thuộc à chúc mừng năm mới rồi vạn sự như ý sống lâu trăm tuổi bà đi luôn rồi kệ bà nói tiếp đi nói đi sáng tác câu chúc nào mới chứ mấy câu nghe hoài hả có chúc mới độc đáo chứ đi có chúc mới độc đáo chứ năm nào nghe của mấy câu đó chén không muốn đưa tiền lì xì luôn chúc câu mới đi câu mới kìa suy nghĩ đi chứ mấy câu mới nó sôi nổi lên chứ cho thí dụ chúc bà này đi chúc bà đi chúc bà này đi chúc tao chi chúc bà đi giả bộ bà là bà già đi chúc bà đi chúc bà đừng nói dấp nữa cô đúng không giờ cứ chúc cô này nha chúc cô thấy gì là đọc một bài thơ bình thường và hát luôn hát luôn nha hát luôn hả hát tặng cô thì chúc thay đổi mà chúc bằng lời ca tiếng hát lời ca tiếng hát gán nhạc thì cũng có gán nhạc nha rồi nghe là có cần nhạc không bạn ơi không cần luôn bạn rồi điểm dịch nha 2, 3 mừng năm mới con chúc cô được bình an trong cuộc đời được nhiều ấm em như cô đã từng mơ cầu cho cô được yên vui sống bao lâu con muộn phiền đường đời của cô hạnh phúc luôn vững bền hay quá hay quá biết hết luôn tới con đi tới đây là hết rồi đó tới con hát đi hát bài nghe con dạ rồi chúc cô năm mới hát à, rồi mồ nàng biết cái gì nữa bạn chúc nữa đi sao vậy hai bạn đó. hai bạn kia lên chúc đi chúc đi con chúc mà chúc đi chúc cái gì em dễ chúc đi em dễ là sao em dễ là chồng bà kia anh là chị đây là chị bà này ồ giống nhau dữ ha chúc chỗ nào mày thì đó người mập con mà chúc coi dạ năm cũ cũng như năm mới bớt này năm, lấy bớt vậy năm cũ đó mới đâu cứ kêu bớt xong rồi không bớt được mà khi người quá năm cũ đã qua năm mới lại đến kính chúc ông bà sức khỏe quanh năm
kính chúc mấy anh vạn sự như ý. Lời tôi hết ý, hết luôn rồi đó. Đây nè, bây giờ bỏ vụ chút đi. Nghe đồn nhóm tụi con là nhóm hay men đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ giải thích cho mấy cô mấy chú biết á, là cái hay men nguồn gốc sao mà có cái tên hay men đó nha. À, giải thích nguồn gốc tên là hay men à. Giải thích nguồn gốc làm chuyện, giải thích cho nhất. Vui làm chuyện khác nữa. Đi làm đi. Anh Long rành nhất. Đây là phải là anh Nam mới được. Anh Nam, anh Nam đúng là anh Nam lớn nhất. Anh Nam lớn nhất. Nãy cái gì đó bạn, cái gì bạn cái gì có nhớ đó. Hay men lý vui do nha. Nguồn gốc chữ hay men. Giải thích xong nghe mắc cười đầu xuân. Không quên rồi. Giải thích đi không sao. Ngày xưa. Khi mà tụi con mới gặp nhau là hồi đó là cũng ai thế kỷ 17. Bốn nhà trai gặp nhau trong một chuyến tàu. Thì trên chuyến tàu đó tụi con gặp gỡ trong một lần vô tình. Thì mọi người mới gặp nhau quyết định là lập một cái nhóm có cái tên là Hay Men. Sau khi lập cái nhóm Hay Men xong là mình nghe nhóm men nó không hay. Tính nói câu đó là ông ơi. Sao bạn biết luôn câu đó? Miếng ta tự nhiên nói xong họ khỏi nói nữa đi, mệt quá. Trời ơi trời, thấy lúc lui quá. Tự nhiên cái tự nhiên cái nó trì ngang trì dọc à. Thôi giờ sao nè? Thôi giờ sao? Thôi tha cho người ta đi. Bà giải quyết đi, bà không tha cho người ta chứ bà nói ai? Thôi tha đi. Bà quyết định mà. Rồi bây giờ quyết định vậy. Sao nè? Nói chung là thôi có 4 cái 5 cái bao lì xì. Từ 1 triệu tới 5 triệu. Đó, bây giờ rút đi được cái nào cho cái đó. Mỗi người một bao. Đi ra. Đại diện. Đại diện. Thôi anh Nam đi lớn. Nam đi. Không có lửa bông, lửa bóng thôi. Nè, đây nè. Ở trong đó giấu kỹ lắm phải không? Đừng nghe lời anh Nam. Em tin anh Nam. Được rồi, giấu kỹ là. Sao chứ? Trời ơi. Đây không có lại. Hay quá anh này. Sao mà chưa lên nhà cô? Lên đây, mở ra không bao giờ. Lên đây, đây. Lẹ lên. Từ từ có làm gì kinh. Như trứng lột ta vậy trời, từ từ. Nặng ra. Nặng nút đàng hoàng mấy nút. Rồi, thôi xong rồi. Nói thồn gì vậy? Có 1 triệu mà ba. Anh lớn mà rút như vậy là rã nhóm luôn rồi. Thì tại sao mà không cho rút lại hả cô? Tao đâu có được. Hồi nãy ai biết tin anh lớn chi, giờ nghe anh lớn đi. Vậy thôi, cầm chịu, ăn Tết cho vui. Vỗ tay. Vâng, và đó là nhóm Hay Men dẫn chàng trai. Em là ai mà báo chàng trai nhìn em là sai? Em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô la la, mẹ còn cam đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey, con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ dẹp luôn đi. Mẹ hát hại máu luôn đi. Hát chứ con hại lợi luôn hà. Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá để nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con mẹ thương, mẹ thương nà. Mẹ thương nà. Con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con nha. Khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Ê, 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 ê,
Thôi thương nè của mẹ nè, nói cho mẹ nghe đi, ai đã làm cho con sống như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi, mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi, con đốt rồi. Bà lốt rồi. Thầy ơi, bà cám. Bà con gái mà vẫn có ác quá vậy. Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà, ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi, mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà nó đâu đốt. Mày đã chuồng heo ở với mày. Thế mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đang thân thân đi cũng cám kia, hãy cút khỏi đây đi. Bằng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi. Hoa rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con. Con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. Không con... phải, không có ai dám đẹp bằng cưng. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng cưng. Trời ơi, dối lầm quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội, mình không chỉ mặc đồ đẹp. Chắc mình con... không chỉ hát hay. Mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Nhảy đi mẹ. Nhảy đi. Rồi nhảy. Rồi tới chừng nào? Tới sáng rồi mẹ ơi. Anh đang đổi thoại đi mẹ ơi. Quay đi mẹ. Quay đi. Quay đi mẹ ơi. Quay. Mệt chưa mẹ? Mệt ơi. Mệt ơi. Không đi. Nhớ làm gì đây? Tạo sáng mẹ ơi. Ôi da. Tạo sáng mẹ ơi. Con đã đẻ ra mẹ. Bà nấu cháo mày chả ăn được anh. Quốc gia với mày nha. Bỏ với mày. Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi. Thầy ơi, ngó xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè thầy ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha, con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ ơi, có cái gì sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không dễ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè, chị Tấm kỳ lắm. Ủa, Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải, con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con? Không. Cho chú mẹ? Không. Cho chú cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải. Chị Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn đi. Ý con nói là chị Tấm, chị ấy giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi,
mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi, nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cắt ra. Mẹ làm gì? Cắt ra đi. Mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bóng. Bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn ý. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, tâm nó tại sao vậy con? Hốt mẹ ơi. Mày núp đi, nằm mạnh em đi thống nha. Bóng ơi bóng, chị tắm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tắm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nói sao con? Bóng là bóng. Bang là bang. Bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ. À, mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang. Đâm bang quá mẹ ơi. Bóng bang lên cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bắt cho nó đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, từ nãy giờ kêu chết luôn cái lần này. Bắt đi mẹ ơi. Ê, con ơi, chết rồi. Con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi, cá sấu. Ê, mẹ ơi. Ôi, chết rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi! Ủa? Cám? Sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ? Chị đã giết mẹ rồi! Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là bé bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao. Đánh nó. Đánh mẹ. Nó. Anh hai. Cái gì? Mọi người về hết rồi đó. Ừ. Mình ở đây làm gì vậy? Ừ, mình tới đây để làm một nhiệm vụ rất là quan trọng. Anh hai ơi, nhiệm vụ gì? Em đói bụng quá à. Bởi vì đói bụng anh hai mới dắt mày tới đây nè. Mày biết không, người ta đồn ở đây cái miếu này á có thờ hai ông thần tài với thổ địa, rất là linh thiêng. Tết nhất người ta cúng trái cây ở đây rất là nhiều, hiểu không? Mình tới đây tha hồ muốn ăn cái gì cũng được. Muốn ăn cái gì cũng được luôn hả? Ừ. Anh hai ơi, vậy bây giờ cho em ăn liền đi. Được. Theo anh hai. Ăn cho nhiều vô, đừng có chừa anh hai nha. Ngon. Anh hai này, nghĩ sao đưa cho trái dừa vậy làm sao mà cá ăn được? Thôi bây giờ dẹp mấy cái trái này ở đây khó ăn lắm. Ở trên kia cúng nhiều trái cây ngon hơn kìa.
Không. Từ từ để cho nó đừng đại đấu đĩa đàng hoàng lịch sự mày. Dạ hai anh em con định đói 7 ngày nay rồi, con xin ông thần tài thủ địa cho hai anh em con xin một ít trái cây nha ông thần tài thủ địa. Chủ nghĩa liên minh Lặng Thinh là đồng ý, con cảm ơn hai ông. Ăn được chưa? Lên đây, lên đây. Đâu, đâu, đâu? Trời ơi, cúng nhiều trái cây quá mày ơi. Cho mày nhìn kìa. Trời ơi, hai bên này nè. Cầu vừa đủ bầu. Hả? Trời bên này nè. Gì vậy? Cầu dòng ống tố. Ôi, hai bên này nè. Cầu hầm thủ thiên. Ủa, cúng gì cúng công trình cái gì trời? Anh hai ơi, cầu được quán quân. Ăn một con hai. Em ăn cái này mà. Chết rồi, chết, chết, chết rồi, ngã hư tượng ông ta đủ địa rồi. Bây giờ anh hai ơi, giờ sao? Bây giờ bình tĩnh, bây giờ sửa hai ông ngồi dậy mau lên. Dạ con xin lỗi ông thượng tài tấu địa, con không cố ý màu bạm tới hai ông. Dạ dạ, em sửa xong chưa, ổn chưa? Em sửa vậy nè, ổn chưa anh? Sao ổn chưa? Ổn. Giờ thôi đi nha. Ừ đi đi. Ê, có người vô kìa. Chết rồi anh hai ơi. Anh hai ơi, có người vô kìa anh hai. Giờ có sao người vô, anh hai? Vô, có người vô rồi, người ta phát hiện thấy hai cái tượng hư vậy, người ta chửi mình chết. Bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ nghe lời anh hai, xin hai cái tượng này vô mau lên. Thiên vô, thiên vô đâu? Thiên vô trong. Thiên vô trong hả? Thiên vô trong phi tan đi, người ta thấy bây giờ. Anh hai ơi, được chưa anh hai? Được rồi, được rồi, được rồi. Ra anh hai. Anh hai. Mặc bộ đồ này đi, anh hai mới lượm trong góc tủ á, đẹp dễ sợ không? Hay bây giờ vậy? Ở đây có rất là nhiều người vô cúng, bây giờ mình ra liền là người ta phát hiện á. Bây giờ mình làm sao? Mình giả dạng ông thần tài thủ địa, mình ngồi đây mày hiểu không? Trời ơi, anh đang nghĩ sao vậy? Tự nhiên giả dạng cái mặt hai đứa mình, hai đâu có giống ông thần tài thủ địa đâu anh hai. Bây giờ mình dụ đi, mình ngồi đây người ta cúng mình xong rồi mình bỏ chạy. Nhưng mà có giống đâu mà làm. Mày thiếu cái râu, tôi vẽ râu cho mày. Giống chưa? Giống rồi. Anh hai thiếu má hồng của ông địa nè. Đợi xíu nha. Giống rồi đó, hồng rồi đó. Thả vô nữa kìa. Đúng chỗ này rồi. Dạ, con lại ông thần tài, ông thổ địa. Con xin lỗi vì làm phiền hai ông nửa đêm. Tại vì con không dám đi ban ngày, con sợ sạm da. Nhưng mà hả, con nghe nói là cái miếu này linh dữ lắm. Người ta tới người ta cúng trái cây, vừa cắm cây nhang xuống thôi, chưa đầy 3 giây là đồ ăn hết sạch rồi. Cho nên hôm nay con mới cúng con. Linh quá, linh quá. Dạ. Ai không có ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên. Nè nè nè. Cầm. Ông nè. Cầm đi. Ông nữa. Ăn vô. Nuốt đi, con bợi mà mắc cỡ chi vậy? Ăn là trứng cho con rồi nha hôn. Dạ. Dạ con lại hai ông. Chẳng giấu gì hai ông á, cái số con là cái số sát phù. Cho nên hai ông phù hộ cho con làm sao á, mà cái thằng chồng thứ 8 của con á, nó ăn đời ở kiếp với con. Chứ đừng có chết yểu như ông 7 thằng kia. Là hai ông muốn ăn cái gì á, con cũng cúng hết. Được, ta sẽ giúp cho thiện nữ thôi. Dạ. Chẳng hay thiện nữ u hồn, cung hoàng đạo là gì? Dạ, con cung xử nữ. Rất hợp với cung của ta. Ủa ông cung gì? Ta cung văn hóa lao động. Anh hai. Cái gì? Giờ hai ông không giúp con hả? Con ra ngoài con cắm đầu con chết cho hai ông. Nữ ơi, nè, đừng có manh động. Nếu như nữ muốn có một tấm chồng yêu thương nữ đến suốt đời thì hãy nghe lời của ta. Vào đúng sáng ngày mai, đúng 5 giờ xuất hành ra khỏi nhà theo hướng đông nam, đến tìm một cái chợ gần nhất mua một con gà mái dầu. Đúng 12 giờ đêm làm thịt con gà mái dầu, lấy cái mề gà chôn đằng sau cái lu nước. Đúng 7 ngày 7 đêm đào cái mề gà lên cầm trên tay và hửi. Rồi sao nữa ông? Thúi quắc.
Từ liên quan cho tới thằng chồng của con. Vấn đề là phải tìm được người đàn ông nào hửi cái mề gà này được 5 giây thì nó sẽ chịu được nữ suốt đời. Tại sao? Tại vì bà thúi y như cái mề gà vậy đó bà nội. Thúi gì thúi quắc à. Mặt đẹp mà thúi quắc. Thúi thiệt. Trời ơi, hay quá, dạ con lại hai ông. Hai ông yên tâm, con sẽ đi tiếp cái mề gà liền. Dạ con cảm ơn hai ông. Thấy chưa? Thì quái đó chạy đi về đi con lên. Thôi đi về đi mọi đi về. Ê, anh hai, con người nó kìa. Anh hai, con người nó kìa. Con lại ông thần tài thổ địa. Con biết đêm hôm khuya khoắt như thế này con đến đây là không có phải, nhưng mà con mới nằm mơ thấy một giấc mơ. Con sợ con ngủ tới sáng mai là con quên mất, cho nên con phải chạy liền tới đây. Xin ông thần tài thổ địa cho con một con số. Ngày mai mà trúng đề con cúng cho hai ông mỗi ngày gói thuốc. No smoking. Dạ hiểu. Chắc có lẽ hai ông hút nhang rất lũng phổi rồi. Ngày mai con không có cúng thuốc, cúng con heo quay nghe. No. Tại sao lại no? Ngán. Tại sao lại ngán? Mới ăn xong. Vậy con phải cúng cho hai ông cái gì? Cúng gì cũng được. Cúng gì cũng được. Vịt quay. Mỡ lắm. Gà quay. Y chang vịt quay. Cúc chiên bơ. Nhỏ lắm. Cái gì cũng được, đồ mặn thì không xong. À đúng rồi, con cúng đồ ngọt. Bánh bông lan. Khô cổ lắm. Bánh ít. Ít quá ăn chi. Bánh nhiều. Nhiều ăn không nổi. Bánh giò. Giò là đồ mặn. Trời ơi, vậy cúng cái gì đây? Cúng gì cũng được. Cúng cái gì cũng được mà nói ra cái gì cũng không được. Hai ông như vậy không lẽ con dắt đi đầm sen? Yeah! Hai vậy chị em nha. À, quyết định vậy đi. Dạ hai ông ơi, hôm qua con mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm. Nó rất là ghê gớm. Nó... Mơ gì nói ta nghe. Dạ thưa hai ông, tối qua con nằm mơ con thấy con ăn nguyên hộp phấn không bụi. Vậy con quýnh số nào ông? Nằm mơ thấy ăn nguyên một hộp phấn không bụi. Quýnh cô giáo đi. Dạ cảm ơn ông, vậy ông kiếm cái cây đã. Quang đã. Ủa thôi em bị điên hả, tự nhiên xuống tay đi đánh cô giáo vậy? Không có, ý là kêu cô giáo số máy thì đánh vô. Trời ơi cô giáo làm gì có số cho đánh. Ai biết. Kìa con, đừng nghe lời hắn mà đánh cô giáo. Cho ta hỏi cô giáo con có gia đình không? Dạ nhà cô giáo con 4 người. Hai vợ chồng với hai đứa con. Được, cô giáo con bao nhiêu tuổi? Dạ 25. Chồng cô giáo bao nhiêu tuổi? Dạ 28. Còn hai đứa con? Dạ đứa 6, đứa 8. Số nhiều quá, đánh số nhà đi cho nó gọn. Cái gì vậy? Ông ơi, bây giờ số nhà của cô giáo con nó kỳ lắm. 25, 28, xẹt 195, xẹt 67, xẹt 43. Giờ đánh số nào? Đánh cái dấu sẹt đi. Cái dấu sẹt sao đánh được? Chứ bây giờ nhiều số quá, đánh số nào bây giờ? Không mấy, còn cách kêu cô giáo bán nhà về ra mặt tiền ở cho mình dễ đánh đề. Dạ cảm ơn ông, về kêu cô giáo bán. Khoan đã. Nè anh hai. Hả? Trời ơi, đợi cô giáo bán nhà thì biết bao giờ mới có vé đầm xe đi chơi. Chứ giờ sao? Nè, không cần phải đánh số nhà cô giáo nữa. Chứ bây giờ đánh cái gì? Hồi nãy giờ hai ông cứ vòng vòng không cho con số mà. Lấy số nào con đánh? Con đánh số con mới trả lễ hai ông được chứ. Rồi, đánh số 02 đi. Ủa sao 02? Mã số của tôi đó. Thôi đừng đánh 02, đánh 05 đi. 05 mã số nào nữa? Thằng đó đẹp trai lắm. 02. 05. 02. 05. 02. À, giờ đánh không mấy. 02, 05 luôn. Bao lô để Vĩnh Long luôn nha. Ờ. Còn lại hay không? Như vậy là hai ông đã hiển linh rồi. Con quyết định ngày mai con sẽ dốc hết tài sản của con, nhà cửa, rụng vườn, sổ đỏ, sổ hồng. Con xuống xác 0205 mà con lên đời. Ủa đây hả? Cha già mắc dịch thì ra ông ra đây ông đánh số đề đúng không? Ngày nào ông cũng ra đây đúng không? Còn bà, đêm hôm khuya khoắt trang điểm lẹ lẹt, quýnh cái mỏ như miếng thịt bò, đi đâu? Tôi đi đâu kệ tôi, mắc quay tới ông. Bà lén phén theo trai đúng không? Là khi nào ông có bằng chứng rõ ràng ông phải nói vậy chứ. Mệt quá, bây giờ bà muốn gì? Bây giờ ông muốn cái gì? Ly gì? Ly gì hả? Ông đứng lại không? Ly gì hả? Ông chết cho tôi. Chạy gì? Mép má tôi nè. Chạy. Ôi chết, chạy vô lại. Thank you.
con cưới xin ông thần tài thổ địa. Xin hai ông hãy phù hộ cho con sớm tìm được hai đứa con của con. Nó bỏ nhà đi cả tuần nay rồi. Nếu con tìm được nó, con xin hậu tạ hai ông. Con nghe cái miếu này nó linh thiêng lắm. Hy vọng là con cầu xin hôm nay, ngày mai hai đứa con nó sẽ về với con. Chưa cả tuần nay á, con đi khắp mọi nơi để tìm hai đứa đó. Con qua trường học cũng không có. Con vô sân banh tụi nó hay chơi cũng không có. Mà cũng lỗi tại con hết hai ông ơi. Con lo buôn bán không, con không để ý tới hai đứa nhỏ. Mà tại vì gần Tết rồi, con phải tranh thủ mấy ngày này con buôn bán chứ, để con để dành tiền mua sắm đồ cho tụi nó mặc cho bằng bạn bằng bè. Đây nè, con để dành tiền được chứ bộ. Đây nè, có, con để dành hết á. Nè, tiền này nè, để mua cái áo mới cho thằng hai. Còn phần này nè, con mua đồ chơi cho thằng Út. Mà bây giờ tiền có ở đây rồi, con đâu? Con cầu xin ơi ông, giúp cho con tìm được hai đứa nhỏ. Hai ơi, Út ơi, tụi con ở đâu thì về với mẹ. 30 Tết sắp tới rồi, con mẹ. Mẹ, tụi con đâu con mẹ? Nè mẹ, mẹ con. Mẹ, trời ơi, cái gì vậy? Con nè, trời đất ơi, sao hết đây? Hai Út, anh hai dẫn con lại đây ăn cắp đồ ăn của người ta hả? Cái gì kỳ vậy hai? Hả? Tại mấy đứa bạn của tụi con á, nó chơi con với em Út là Tết mà không có quần áo đẹp mặc. Cái tụi nó nói là con không được đi chơi như tụi nó. Tụi con quê quá, tụi con bỏ nhà đi luôn. Quê cái gì kỳ cục vậy không biết nữa. Lỗi tại mẹ mày không chăm sóc được cho hai đứa đâu, đi về đi. Ủa mà khoan đã, sao tự nhiên đồ đó hai đứa mặc kỳ cục vậy nè? Trời đất ơi, lấy đồ lấy trong miếu của ông thực tài thú địa. Như vậy không được, phạm chết. Con xin lỗi hai. Ủa hai ông đâu? Dạ giấu rồi mà. Giấu rồi nào? Hồi nãy anh hai làm bể, hai kêu giấu vô. Trời đất ơi, không được, không được. Làm như vậy là phạm chết. Bây giờ như vậy nè, chưa có ai thấy, mẹ dẫn hai đứa về nhà hay không? Thay đồ ra, rồi giặt sạch sẽ đàng hoàng, để lại cho hai ông dựng hai ông lại, nghe không? Dạ, dạ. Nếu làm như vậy á, hai ông thần tài thổ địa phạt mình chết. Dạ, dạ. Con, dạ. Đứng lên. Dạ, hai ông ơi, con xin hai ông. Lỗi lầm của con không dạ. Để hai đứa con của con. Xin hãy trừng phạt con. Dạ. Lỗi là của con là thằng cầm đầu nè. Dạ không đâu hai ông ơi, thiệt ra con là đứa đưa đầu cho anh hai con cầm. Hai ông phạt con đi hai ông ơi. Dạ con, đừng phạt hai đứa con của con. Con là mẹ mà con không dạy tới nơi tới chốn, mũi dạy lái chịu đòn hãy phạt con. Mẹ, để cho mẹ. Con cảm ơn. Được, vậy thì ta sẽ trị tội mẹ các ngươi. Dạ đừng phạt con. Nếu như vậy thì ta sẽ trị tội cả ba. Dạ. Hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt. Mẹ mặc áo dài đẹp như cô giáo vậy mẹ. Mẹ đi dạy đi mẹ. Dạ. Thưa hai ông, như vậy là sao vậy ạ? Tuy hai đứa trẻ đã phạm tội, nhưng ta thấy được hoàn cảnh và tấm lòng của ba mẹ con. Vì vậy chúng ta đã quyết định dành tặng cho ba mẹ con một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Con cảm ơn hai ông.
nhà nhà hạnh phúc đón xuân vui sang, mang thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thần nồng say. Vui xuân vầy, đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa đeo mùa xuân quay quần bên bánh chưng. Mùa xuân trái tim thêm mừng rộn vui, hay yêu người cất tiếng cười. Mùa xuân trang dân về đây tươi mới. Xin gửi các tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Dạ, đây là một lớp học diễn xuất. Mà tụi con nói trước, cái lớp học tụi con nghèo lắm, cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài. Mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. Và các bạn vô chuẩn bị đạo cụ, cho một tràng pháo tay thật to để cô vũ tinh thần được không ạ? Giờ bây giờ tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy bao quân tướng sĩ, dạ. Hãy Bách Dương Trăm Họ, dạ. Vương quốc của chúng ta đang bị hai con yêu tinh xà quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới, gây đến nhiều cảnh làm than. Nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai, chắc có lẽ chúng sẽ giật cướp quán quân của ta. Hey, trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hội anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lớn bỏ con đây. Con là ai? Sưởng Tinh. Chúng ta không thuộc về nhau. Trả lời tao biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi, để coi. Cố gắng, cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay xuống mày, quay xuống mày, quay. Tào Lao, xin lỗi, thần xin lỗi đức vua. Cái dạ. Cái gì áo quần xích ra một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu, không lẽ đè ra gọi đầu? Ha, đức vua quả thật là bơ phẹt. Khỏi khen. Nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Khoan đã, còn con. Oh. Ôi, đúng rồi quá. Wow, sắc. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, con xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tỵ Sửu dần mão, thịnh tỵ ngọ mùi, thân dậu tức hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là tí là vạn sự như ý, số là tài lộc đầy đủ, dân là sức khỏe rần rần, mẹo là không lo một lẹo, tức là trăm điều về nhất, hợi là thành công tân lợi. Hay, sĩ sĩ
12 con, sao Trúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ, Trúc nhiều nó bị trì. Hả? Hay! Quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu. Nè con, dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ. Con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là con có cái gì không? Dạ, tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để có võ công của nó cỡ nào. Ha! Dạ! Dạ! Trời ơi! Thằng này con mà lâu công chắc luôn. Dạ dạ dạ. Sao lâu? Con nói thiệt cái đức vua nha. Thằng này là lắm mướn, nó mua cái bình xịt nó xịt thôi. Tao chứ biết. Đỡ nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nó không làm được Giáng Long Thập Bát Chưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho đức vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, đức vua hãy dịch kỹ. Giáng Long Thập Bát Chưởng trái. Thì con sẽ chưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây, chưởng lẹ lên. Cha. Hãy ngưng đó. Đây không phải là Giáng Long Thập Bát Chưởng mà là Giáng Long Dập Lạp Chưởng. Hả? Không, làm xuống đâu? Con mua để biếu đức vua à? Làm xuống đây, làm xuống mua đây. Mua để biếu, mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tối nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ. Kìa con. Dạ. Chưởng gì thì chưởng, chưởng ra cái lạp xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi về đi. Dạ thưa đức vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Được. Hả? Mời vô, ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi, mùng 15 rồi mà còn chợ sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em, nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Con à, quả nhiên là hay, nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tôi đây tiêu diệt yêu quái, có tài năng gì không? Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Giỏi lắm. Cá kình mà mày không sợ, không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi. Đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ sai vào lý tình mà thôi. Khỏi lụm cái đó luôn. Khỏi lụm. Bây giờ đâu? Bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thế bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tào lao. Sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, đức vua cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm cái kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã.
thanh xà, bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sơn. Khoan. Khoan đã. Ngưng đi, ngưng đi. Hai con yêu thanh xà, bạch xà bọn uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trợt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà, bạch xà. Ngờ đêm trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống. Mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến. Lên. Mày lên trước để cho đỡ mỏi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua tao quýnh trước chứ. Mày quýnh trước. Tao nói xong mày đánh đó. Mày bị khùng với mày nói xong bay vô đánh mày đó. Không, cái tao nói thằng này đó là đánh đó. Đánh đó. Thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi. Đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy sư dụng hài hước không thầy? Lên lên, bị đánh, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn. Thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Con chuẩn bị. Có bài đâu, trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài, tự hiểu. Đó, trả sung sung lên cho thầy chứ để về con là thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trong gánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước nha thầy. Rồi. Tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Đồ viên ly đó, bà đuổi thì tôi đi. Tôi chỉ muốn bắt bà để cho bà vừa lòng. Trời ơi. Dạ hết. Gì vậy? Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần vấp ngã. Trời đất ơi. Nói rồi, ở nhà tập à? Không, đừng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy. Con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc. Cảm xúc bằng thế nào? Là mình chỉ muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language. Hai cái kết hợp lại làm cho tâm lý mình sâu deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say, con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu, con diễn thầy mới hiểu. Làm gì con? Nó trả bài bậy bạ không mà. Sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Hả? Ủa con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Đúng rồi á. Trời đó là trời ơi. Học trò tôi dạy, bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá. Trời ơi là trời ơi. Mày diễn tao đi, mày diễn tao luôn đi. Trời ơi, không biết thầy Minh Đạt, thầy Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi.
tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông tạ. Bốn đứa. Ngã tư bảy hiền. Thầy hỏi năm đứa đi. Ngã năm chuột chó chứ gì. Dạ sai, Ngũ Lâm công chúa. Rồi. Thầy, 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 thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tôi đó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thèm mệt. Ừ. Thầy làm nó con lòng tiếng như thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi. Học trò của tôi. Nó học lâu lắm rồi. Mà nó giỏi quá. Tự hào quá. Tự hào quá. Tự hào quá. Cầm lên đây. Cái tụi này không tiếp. Không được. Đó, đó thiệt các mẹ vậy. Mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa. Thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi con lòng lại cho. Nói lòng tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi! Mọi người coi, bốn đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Ê, thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chứ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời, cái tụi không có biết không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Ừ. Để, con đi con chuột lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Ừ. Trời ơi là trời. Tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Mày nói câu thứ ba, mày chết hả? Thì con tính đó câu thứ ba thầy ngắt ngang rồi. Làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời. Tôi bây làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi, thằng này vậy đó. Cái tuổi này không. Trời ơi. Sĩ Phan, Sĩ Phan. Làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời đất ơi, đất ơi. Hổ quá trời hổ mà. Dạ thầy, con xung phong lên trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả. Chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á Tết vô á công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không à. Phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng còng trả được mấy cái này. Con không biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba đúng, ngày đúng nữa thầy, đúng ráng rồi. Tập một cái bài thật là tốt, thật là trọn nghĩa. Dạ. Trả cho thầy là dạ. Thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con dạ. Thi vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ, dạ, dạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa. Nhưng mà phải ráng. Trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Hả? Ông Đằng. Ôi ơi ông Đằng đấy. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cho ông mướn cái nhà này là để ở chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đằng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho, tháng này tôi không có xô nên là không có tiền, thông cảm. Không có tiền, ông Đằng không có tiền. Không có tiền mà dạy học tôi đó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Gì? Anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à. Đam mê học diễn xuất mà không tiền đi học. Thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền đứa nào hết trơn á. Dạ đúng dạ. Rồi chú. Cái dạ. Gì? Đam mê diễn xuất hả? Dạ. Là diễn viên hả? Dạ, dạ. Rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp. Không đẹp thì phải giỏi, phải duyên. Mà muốn giỏi muốn duyên là phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng. Chứ ai đâu mà học ông thầy này. Chú. Cái gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu, lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy, thầy, con xin thầy. Thầy Đằng ơi, tụi con không có chỗ học cũng được. Nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Ờ đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ 90 ngàn hả? Mày nhớ mặt hả?
Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiều đâu lo được mà. Mày thôi nè, giữ lại hết đi. Nhưng mà tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim, lúc đó có tiền tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi thôi được rồi, tôi cho ông một tuần nữa nha. Còn bây giờ á, đuổi tôi nó về hết giùm tôi. Tối rồi cho nó ngủ ồn ào quá, không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ cảm ơn. Bực mình nè. Thầy ông đòi không sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi, nói vậy chứ ông tốt lắm. Ủa sao tối vậy lại vậy? Nè nè nè, khu của thầy hay cúp điện lắm, xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lại, nghe chưa? Lần nào cũng vậy, ồn ào, không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không mấy tụi con về. Dạ, đúng rồi, không sao đâu. Bữa khác qua tập nha thầy. Dạ. Cứ ở lại tập, tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà tôi không tập được. Đúng rồi đó thầy. Đốt đèn cày. Đốt đèn cày lên tập. Lửa cho thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Vì điều gì? Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh là con nhắc nó đi làm á thầy. Dạ. Có điện rồi. Có điện rồi. Điện. Con nè thầy. Phải không Quỳnh chứ? Ủa Quỳnh. Quỳnh. Thầy. Thầy mai mốt á thầy đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà, cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô, giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong rồi vô đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. Dạ, qua đâu đâu thầy vô. Rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Dạ. Từ từ. Thằng Quý, trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trốn đi chơi rồi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm phải không mày? Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá trời. Mày dạ. Thấy mọi người quan tâm mày không? Sống trả lời, làm gì mặt buồn buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Thầy bị gì? Thầy nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa? Nói gì? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Trời ơi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, khoan. Ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Nhưng giờ làm sao? Bây giờ sao mà chữa trị? Bây giờ
Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, em thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng. Mày dắt tôi đi cầm xe đi. Ê, khoan à. Giữ đi. Cái gì vậy? Cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà bạn tao mượn thêm nữa. Mày không có đủ rồi. Đâu, để tao mượn thêm. Không, tiền lương tao mới lãnh tháng này nè. Mày cầm giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ ra đi. Không có đủ đâu, tao đi dây tiền nóng. Mày đi à. Dây tiền nóng tiền đâu đi. Thì mày điên hả? Cái chuyện này tụi bay khỏi có lo, để tao lo. Nó nói về tiền đâu lo. 100 triệu ở đâu ra nó có? Thằng quỷ để làm quần chúng làm cách ở đó làm như làm nội này vậy lo. Chạy nó nói đi rồi biết. Tụi bay nhớ nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này. Mày lại, tao muốn lấy tiền. Lên. Cú tết, giỏi lắm mấy ơi. Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lên, nhanh lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện pháp nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm anh được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong ca nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Xứng đáng với công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên. Mày điên hả? Mày đã kêu mày nhảy vô từ lầu 10 xuống mày không nhảy nữa. Tụi bay, đây là cách duy nhất để tao kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái Quên. Tụi bay bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mày bị đa chấn thương, mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình, không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Tụi bay phải tin tao, chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh cho thầy. Tụi bay phải tin tao, tao làm được. Nè, cái cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường ta đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì gọi điện nữa? Tao gọi cho thầy. Thầy ơi, thằng Quỳnh đó này. Nó đi ra ngoài, nó đi làm. Người ta kêu nó nhảy từ lầu 10 xuống, nó cũng nhảy nữa. Bây giờ anh em tụi con nói hết lời, nó có nghe hả thầy ơi? Thầy lại nói chuyện với nó đi thầy. Nó đang ở đâu? Nó ở cái cầu ốc bổ quan gần nhà thầy đó thầy. Chỗ nó quay phim nhiều lắm. Thầy chạy cho nó liền.
thầy yên tâm, con sẽ không sao. 3, 2, 1. Mọi người, kiểm tra diễn viên có sao không? Lý ơi, quên. An toàn, diễn viên an toàn. Em giỏi lắm, Lý ơi. Cảm ơn em, anh cảm ơn em. Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi, anh nhớ cái chuyện em nói với anh hứa Nghĩa. Anh hứa với em, anh chuyển khoản liền, anh chuyển khoản liền cho em. Em giỏi lắm, em giỏi lắm. Cảm ơn anh Nghĩa. Mấy anh Điên khóc gì ạ? Tao nói tao làm được là tao làm được theo. Phải vui lên, vui lên, vui lên vì mình có tiền chữa bệnh cho thầy rồi, phải vui lên chứ, vui lên. Lại đây. Thầy ơi, thầy ơi. Im. Tại sao con cứ gánh con sự nghiệp không nghĩ cho mình? Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi. Đối với con, thầy không chỉ là một người thầy mà thầy còn là một người cha. Mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Rước ông bà ta nói một câu không bao giờ mà sai hết. Đúng là cái bến phà nó ồn với cái bến xe á, chán nản thiệt luôn á. Còn cái thằng chi, thằng bạn Chí Cốt, hẹn sáng sớm mà không bao giờ thái mặt. Thiệt sự thằng đó cao giờ mà hả, cuộc đời nó nghe tao nói thiệt á, không bao giờ mà thấy nó xuất hiện mà đúng cái gói bán nó ra. Rồi con Thảo vợ đây rồi, thằng Dũng chồng mô. Chuyện chi đó? Thôi biết rồi, đừng có giận nữa. Tại vì không phải mình lừa gạt làng vậy, là tại mình kiếm tiền, hiểu không? Gần Tết tới nơi rồi, 28 Tết rồi, mình kiếm tiền vợ chồng mình bươn chải cuộc sống mà. Một hai lần á em không nói, mình làm nhiều quá em thấy tội lỗi của anh à. Anh nhớ không, cái mùa giao thừa năm ngoái á, mình đâu có cần lừa gạt ai đâu. Em á thì phụ chạy bán cơm, anh thì đi giao nước đá, mình vẫn hạnh phúc đó thôi anh. Anh à, em muốn mình quay lại của mùa giao thừa năm ngoái đó. Nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ướm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió. Anh bảo rằng nên viết thành thơ.
đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông thưa, đi ngang qua đầu ngõ, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến, xuân đi, xuân về gieo thương nhớ. Xuân qua để tôi chờ. Xuân đến, xuân đi, xuân về mang lá hoa. Xuân qua dùng đường tơ. Bước sông hồ như gẫm như mơ. Hẹn gặp nhau khi gió sang mùa. Mộng ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có ai ngờ xuân vắng người biết thơ. Mộng ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có ai ngờ xuân vắng người thương. Chị, ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Tại cái bị mình ráng mình làm đi qua cái giao thừa này thôi, anh hứa là mình không làm nữa được không ha nha. Tôi nói là tôi không có làm nữa. Tao mệt. Ê có môi kìa. Vậy sao nó không làm nữa? Thì hồi nãy chưa có môi. Trời đất ơi, nhanh dạo đi. Alo, con sao rồi em? Ngân hàng đông quá rồi vậy nghe. Rồi ừ. À, anh ơi. Dạ. À, anh cho tôi hỏi là cái phà này đi qua chùa đúng không anh? Ờ đúng rồi. Dạ, tôi cảm ơn. Ờ. Khoan, chưa thể lên phà được mô. Ủa sao vậy anh? Bởi vì Bảo đã sang phà Rạch Mỹ qua lẹo đẻo theo sao. Đội bóng trang trên đầu ơ hời, dường như áo của giáo. Đó là sao? Không hiểu hả? Ý của thằng mập này nó muốn nói là áo bầu đỏ cánh kiến ớ hơ, da bầu còn phù sa. Ủa là sao? Ủa vẫn không hiểu hả? Ý hai ông này nói á là phà qua bên kia sông lâu rồi, xa lắm. Dạ. Ráng chờ phà đi. Nhỏ nói chính xác dễ sợ. Thôi tao nói mày nghe, bây giờ đang đợi phà. Ôi chào ơi. Dạ gì? Không ổn rồi. Ấn đường đen tối mai mờ che khắp lối. Đang có chuyện khuất mắt tao làm đúng không? Tao đoán nghe, gia đình My đang có chuyện buồn. Không ổn rồi, phải giải hạn thôi. Giải hạn bằng cách nào anh? Có bói. Ai bói hả? Bói ơi, bói thập cẩm này, bói cái gì cũng có đi. Bói về tình duyên cũng có, bói về sự nghiệp cũng có. Và đặc biệt bói giỏi nhất là bói về gia đạo đây. À, tôi muốn giải hạn á. Muốn giải hạn thì phải đặt tiền lễ. Dạ. Nhanh nào, tiền lễ đâu? Dạ đây. Ý tôi nói là muốn giải hạn thì phải đặt tiền lễ. Dạ tôi đặt tiền lễ rồi. 50.000 là tiền lễ ốc ba. Chứ bao nhiêu? Muốn biết bao nhiêu à? Vợ. Khỏi vô. Nếu á như cậu mà coi về đường tình duyên á thì tôi khuyên cậu nên sử dụng combo 370. Coi về đường sự nghiệp á 700+. Còn coi về gia đạo 1.2 triệu. 1.2 triệu? Ừ. Vậy cha, đi coi giải hạn mấy gì kỹ cha. Hơi chợ. Nè, bây giờ như thế nào? Có muốn đặt tiền lễ, có muốn tôi giúp cậu giải hạn hay là không? Dạ có. Dạ tiền lễ đây ạ. À. Được, vậy thì hãy bày tỏ câu chuyện của mình đi. Dạ thưa thầy, chuyện gia đình em thật ra là gia đình em có một chuyện. Khoan, ngực. Nếu như gia đình cậu đang gặp chuyện thì mình phải giải quyết từ cái chuyện đầu tiên. Tại sao gia đình cậu đang gặp chuyện? Bởi vì tôi chắc chắn một điều, trong gia đình của cậu tất cả mọi người đều có dòng theo. Đứng lên đi. Để giải hạn được
Tôi có một cách cho cậu. Dạ, dạ cách gì ạ? Cậu phải cạo đầu. Bởi vì khi cậu cạo đầu, vong hồn nhìn thấy vào sẽ tưởng cậu là thầy, lúc đó mới sợ. Tôi biết mái tóc mình nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới lớn, cắt đi thì rất uổng. Nhưng hãy vì chuyện gia đình, hãy cùng với tôi nhìn ngắm mái tóc lại lần cuối cùng. Cậu à, tôi nghĩ là vong đã bớt theo cậu chút đỉnh rồi đó. Nhưng để vong không muốn theo cậu nữa thì cậu phải sử dụng loại nước phép. Dạ, cái cách dùng với lại liều lượng nó như thế nào ạ? Không có liều gì hết, thích là uống. Vậy thôi, kể tiếp câu chuyện để tôi còn tiếp tục giúp cậu giải hạn. Dạ, cái chuyện gia đình em là như thế này. Em có một đứa con mà nó sắp phẫu thuật rồi. Em muốn cái ca phẫu thuật đó được thành công và suôn sẻ. Thầy giúp em với. Chuyện đó là chuyện bình thường, yên tâm, tôi đã có cách để giúp cho cậu giải hạn. Dạ. Ủa nước đâu thầy? Nuốt rồi. Khát uống ở này làm phép nhà rồi. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn thầy cho con tiền lọc. Bậy không phải lọc. Đây là số tiền mà tôi đang giúp cậu giải hạn đó. Bây giờ cậu dùng 10.000 này đi qua thằng mập đó, mua bó nhang rồi lên chùa khấn đi. Ủa là sao thầy? Ca này thua rồi. Cái chi? Ra như nó nói chi mà mặt buồn đó. 10.000 hả? 10.000 mua được có cây nhang à. Quan trọng là tấm lòng. Thôi lên phà qua chùa cầu bình an đi. Đi hỉ đi hỉ. Chúc may mắn hỉ. Đáng thương quá trời ơi, cậu trai trẻ đáng thương quá. Đáng thương dễ thương mà. Nè 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 nè. Bao nhiêu? 1.2 triệu 2 400 400 của tao nghe, 400 của tao nghe. Đây đây đây. 400 điện thoại. Hai chị ai để chuông tao đánh dặn là làm gì cơ, để chế độ im lặng đi mà. Tao để im lặng mà. Tao không có điện thoại giật của ai. Không phải của em. Alo, em nè. Bây giờ bác sĩ nói là mình phải làm theo thủ tục, phải đóng tiền thì mới được mổ mắt. Alo, sao anh không trả lời em vậy? Anh có nghe em nói không? Alo. Ủa, y tá, con tôi sao vậy nè? Con tôi sao vậy nè? Y tá ơi. Chết rồi My ơi. My ơi, đứa là con của hắn, mổ thiệt đó. Thấy chưa, em nói với anh rồi mà anh. Mình cứ làm những cái chuyện này á, trước sau gì cũng có chuyện mà. Cái này phải tại anh đâu, cái này là tại thằng kia, ai biết tự nhiên nó có con là cái gì. Thôi My ơi, My tù lô vừa thôi, rồi lỡ My có con thì My biết. Con tôi tự biết tính, tôi tính khác, hiểu không? Có con tôi không giờ tôi để nó bị vậy á. Hay lắm. Anh tính gì, anh tính đi, em có thai rồi đây nè. Giỡn hả? Mi tô lô nghe. Giỡn chơi phải không? Em nói thiệt. Thảo. Giỡn. Đúng không? Hả? Em nói lần cuối cùng là em nói thiệt. Không phải. Thiệt hả? Không phải. Hả? Không phải. Từ từ. Có... Anh không có tình thương thì làm sao mà anh chăm sóc con của mình cho tốt hả được? Không phải, tại vì con người ta anh nói vậy thôi chứ con mình thì tính khác mà. Hả? Đúng không? Hả? Nếu như mà anh thương con với em á thì anh đừng có làm những cái chuyện này nữa. Anh chị ơi, anh chị. Hả? Đúng. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh chị nhiều. Anh chị có biết cái ngân hàng nào mà gần đây không? Tôi chạy ra tôi rút tiền cho con tôi phẫu thuật liền anh chị. À không, mấy cái ngân hàng mà lân cận nữa. Có không anh chị? Có một cái ngân hàng trên tỉnh đó, nhưng mà bây giờ mà My chạy lên đó là cũng tối rồi, trễ rồi. Rồi tiền đâu mà tôi rút để cho con tôi phẫu thuật đi? Sao không lỡ nó ở bệnh viện đi? Tuy nhiên chạy vòng vòng rồi đi vô chỗ bến phà ta làm gì? Sáng giờ ngân hàng nó đông quá, tôi mới đi ra ngoài, tôi cầu bình an cho con tôi.
Ông anh ơi, cho tôi gửi lại tiền, coi như là cho tôi xin lỗi nha. Tôi thấy vậy giúp đỡ rồi nha, chứ tôi cái gì đó. Gọi điện thoại thằng Kiều. Thằng Kiều ngân hàng. Thằng Kiều ngân hàng làm ra. Kiều nó bóng xấu, tôi tự dẫn ông này tới lấy. Anh nó làm ngân hàng, đúng rồi. Ra đây, mình nghĩ ra hai đứa. Tại ông này tao mới nhớ ra thằng Kiều nè. Tôi nói cái gì? Nãy ông nói gì? Cảm ơn tiếng Anh dịch ra là Thanh Kiều, tự nhiên nhớ vậy thôi. Đúng rồi, trời ơi. Trời ơi, nếu mà My cũng nghĩ ra xuất sắc, đúng là tuyệt đỉnh xong ca. Alo Kiều hả? Bây giờ My lái giùm ta cái số thứ tự gần của My nhất nha. Đừng có nói nhiều, bây giờ ta quả liền nghe. Canh cửa hàng giùm ta nghe, đi. Đi lẹ nha Mập ơi. Xuân đến xuân đi, xuân về mang thương nhớ, xuân qua để hết tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về một lá hoa, xuân qua dung đường tư. Em đến cùng đón giao thừa, ngày xuân năm thương ta trao bao lời tình nhau, cùng nhau mình nắm tay say đời, ước mơ mai này tươi sáng tương lai. Vì em, vì đứa con yêu, dù khó khăn ưu phiền anh biết lòng. Được gần bên giờ, những hình bóng mẹ con em luôn ở ngoài trong lòng. Mấy ngày Tết này anh cố gắng làm thêm, để cuộc thương ra đời được tụ đầy sung sướng. Anh hãy vui lên chào bình minh rực sáng, đón xuân này ta luôn nhớ xuân xưa.